Rồi, tranh thủ vào like liền cả nhà ơi. Hôm nay là săn đầm ha. Rất là nhiều mẫu giá sốc cho các chị mình luôn. Giá ngày hôm nay có những cái mẫu mà em thậm chí sao lỗ vốn luôn. Các chị cứ từ từ vào săn sale nha. Đừng quên là nhấn theo dõi trang. Và thứ hai là mình chia sẻ live stream cho em nha. Đó, rồi đầu tiên lên cho mình một cái mẫu đầm vòm hồng xinh ơi là xinh luôn. Món này mấy bữa trước mấy chị hỏi em quá chừng mà em báo hết hàng. Ngày hôm nay kho kiểm kho lại, xót kho nha các chị ơi. Một cái size L. Em đang mặc size L nè. Em đang mặc size L nè. Đó, một cái size L, 4 cái XL và 8 cái 2X cuối cùng nha. Mà em đang mặc trên người đây. DA1233 nha các chị. DA1233 ngày hôm nay chốt giá sốc nè. Các chị ơi chuẩn bị sẵn số điện thoại đi, đừng quên chia sẻ like giùm em nha. 149.000 đồng thôi mẫu này. 149.000 đồng mẫu em đang mặc trên người nha. Chị nào mình lấy mẫu này các chị chốt đơn liền giùm em luôn nào. Chỉ có giá 149k đồng này, có túi hai bên nè, hai lớp cho các chị mình nè. Xinh quá chị ơi, cái màu hồng này dễ thương ha. Mẫu này là các chị trẻ tuổi cũng mặc được, các cô trung tuổi mình mặc vẫn ok cho em luôn nha. Form đầm này sẽ dài qua gối như thế này đây. Vải form này mềm lắm, mềm vô cùng. Cái này tính ra là em mới mang từ kho xuống em mặc này, em đâu có ủi đâu cả nhà, em chưa có ủi luôn á. Nhưng mà cái vải này nó rất là ít bị nhanh nha. Rồi em chào chị Tuyền Nguyễn Ngọc, em chào các chị mình mới vô. Chúc cả nhà mình có buổi tối ngày hôm nay là vui vẻ nè, với thứ hai là săn được đầm rẻ nha. Rồi ngày hôm nay DA1233 bình thường các chị mua sẽ là 259k, giá hôm nay em chốt luôn chỉ có giá là 149.000 đồng thôi. Rồi nhanh tay nha các chị ơi, số lượng có hạn, mẫu size còn mấy cái thôi. Một cái size L, 4 cái XL và 8 cái size 2X cuối cùng, sale luôn với giá chỉ có là 149.000 đồng nha. Rồi chị Nguyễn Như ok nè, 1233 nè. Rồi ok chị Ngọc Tâm, 1233 sale 149k nè. Em chào chị Trấn Hà Bình Yên, cảm ơn các chị đã chia sẻ like giùm em nha. Rồi 1233 mẫu này chốt luôn nha, 149.000 đồng. Các chị cứ từ từ theo dõi đi, rất là nhiều đầm sale giá rẻ ngày hôm nay cho cả nhà mình xem nha. Rồi ok chị, em chào chị Lê Nguyên, em chào các chị mình mới vô. Rồi xem kể luôn, em sẽ lên cho mình một cái mẫu 99k luôn nha. 99k trước đi ha. Đầm đẹp quá nè, cảm ơn chị Hà Quyên. Mẫu này em đang sale xả có 149 là chị, rẻ lắm. Bình thường mình mua là 200, bình thường là trước các chị mua 259 ha. Rồi, ô, các chị ơi, 99k này size 2X luôn nha. Rồi, bây giờ chị nào muốn săn 99k chia sẻ liền dùm em nào các chị ơi. Chia sẻ like liền dùm em nào, ai có chia sẻ mới chốt nha. Cuối hàng 99k, trời ơi, rất là rẻ luôn. Cuối hàng 99k cho nhà mình luôn. Rồi các chị ơi, size 2XL em sẽ sale mẫu này giá 99k. Size 2X thì eo mình tầm khoảng là 84 đến 86 trở xuống vừa nha. Eo 84 đến 86 trở xuống vừa. Giá chốt luôn cho mình ngày hôm nay 99k. Khoan để báo mã cho mấy bạn chốt cái nha. Mẫu này mã là cái mẫu màu xám kia. Các chị ghi cho em là D1 nha. Khoan. Ok. Đem nhập số lượng cây đã. Rồi ok. D1 99k áp dụng chia sẻ nha cả nhà ơi. Một cái thôi nha. Em chốt cho chị một chị đầu tiên mình có chia sẻ like nè. Và đặt hàng nhanh em chốt luôn 99k. D1 nha các chị. D1 99k, cái này là size 2XL nha các chị. D1 nha, 99k, có túi nha các chị. Có túi hai bên luôn, cái này có cái thôi em sale nhanh nha các chị, còn sót kho lại có cái thôi. 99k mã D1 size 2X nha. D1 size 2X giá 99k. Chị nào ơn mình đặt luôn cho em nha. Đó, 99k rất đẹp luôn nha, để gấp lại luôn. Rồi, đầm màu hồng em đang mặc là 1233 nha. Màu hồng em đang mặc là 1233 đủ size. Ở quên nhầm, có 3 size CL, XL và 2X, giá chốt là 149, mã này là 1233 nha. 1233 màu hồng em đang mặc nha. 1233 màu hồng em đang mặc, chị nào lấy thì mình đặt hàng cho em nha. 1233 màu hồng em đang mặc nè. Giá hôm nay sale là 149.000 đồng. Em còn cho mình size L, XL và 2X. Chị nào mình ưng đặt liền cho em nào các chị ơi. Cái em đang mặc là cái size L đây, eo của mình tầm khoảng là 75 đến tầm khoảng là eo mình 76 nha. Eo 75, 76 chữ xuống mặc vừa size L nè. XL thì eo 78 đến 79, 2X thì eo 84 đến 85 nha. Mẫu này hả chị, mẫu này là form và có hai lớp nha chị nha. Đó, lớp lót nè.
Có túi cho các chị mình luôn. 1233 em xả nhâm 149 nha. Rồi ok chị Lan Chi 1233 nè. Cái này em chưa kịp ủ luôn á. Em mới lên không thấy nó em mặc luôn đó. Có 149 là quá rẻ nha các chị. Này còn sót kho lại chị nào ưng mình đặt luôn cho em nha. Mẫu tiếp theo em sẽ lên cho các chị nha. Là một cái mẫu đầm gấm Sitasi nha các chị. Các chị ơi, hôm nay xem kẻ trên live này là sẽ có những cái mẫu giá rất là rẻ, ví dụ như 99k, 79k nha. Thì các chị cứ từ từ theo dõi, em sẽ không lên một loạt đâu, mà xem kẻ cứ lượt chia sẻ tăng là em lên. Rồi, bây giờ tiếp theo nha, mẫu này của em 1233 thì hết size M luôn rồi chị Lê Nguyên ơi. Em chỉ còn cho mình là size L, XL với 2X thôi. Còn size M là em cũng mang ra em mặc luôn, mà tiếc quá không có nên em mặc cái size L nó hơi rộng ấy. Rồi, bây giờ mẫu tiếp theo của em là 1230 nè. 1230 này thì có size M nè, 11 cái size M, 5 cái size L và 3 cái size 2X cuối cùng nha. Mẫu này là siêu phẩm luôn á, các chị miễn chê luôn. Khách nhận được hàng cực kỳ thích mẫu này. Vải này là gấm Asitasi nha cả nhà. Khi các chị nhìn ở bên ngoài có những cái hoa hồng ở trên nền vải nó nổi lên trên bề mặt nha các chị. Rất là sang luôn. Mã này của em là 1230 nha. 1230 và ngày hôm nay em chốt sale luôn. Ôi, các chị ơi bây giờ... Bây giờ nè các chị, bình thường mình mua là 299k đúng không? Bình thường mình mua giá là 299k đúng không? Bây giờ các chị chia sẻ liền giùm em đi, mình nghe giá luôn nha. 149.000 đồng. Tin không nổ luôn các chị ơi, 149.000 đồng. 149.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Các chị, mẫu này nha, không phải còn một cái hay hai cái đâu. Cái này em còn cho mình 11 cái size M, 5 cái size L, 3 cái XL đó mà em sale còn có 149 à. Cái này là phải chia sẻ nha, không chia sẻ không chốt được đâu các chị. Bình thường khách toàn mua giá 299k mà nay em xả hàng còn có 149 à. Rẻ lắm luôn. Nên là các chị mình phải nhớ chia sẻ like giùm em nha, để bù đắp cho cái lỗ giùm em nha các chị. 1230 nha, có chiếc eo nè. Rồi, dây khóa kéo đằng sau có sẽ tà cho mình nè. Em là mặt còn hơi rộng chứ tính ra các chị mặc vừa form là đẹp hơn em nhiều lắm luôn á. Để bóp lại cho các chị xem form nè. 1230 chốt ngay bây giờ cho cả nhà mình luôn, với giá chỉ có là 149, đang định nói 299k quên rồi. Đầm này bình thường bán 299 không quên rồi. Giờ nói giá 149k mình tưởng mình thấy mình sốt ruột quá các chị ơi, sale rẻ quá. Nhớ chia sẻ giùm em nha. 1230 nè các chị ơi, form rất là đẹp nha. Form rất là đẹp luôn. 1230 em chốt ngay bây giờ cho cả nhà chỉ có là 149.000 đồng. Yên tâm cho em, vải này nó co giãn rất là nhiều nha cả nhà. Đơn hàng này với đơn chung với đơn vừa kết thúc, cái live vừa kết thúc hả chị? Được chị, tại vì hiện tại buổi tối thì bây giờ là đến sáng mai mới soạn đơn hàng, nên là các chị cứ gộp đơn đi. Đầm đẹp lắm, em cảm ơn chị Hoa Hướng Dương nè. Mẫu này mà đảm bảo luôn, ai mua rồi là chắc chắn cực kỳ thích. Và khách bên em toàn là mua giá 299k không, mà bây giờ em còn sót kho lại 11 cái M, 5 cái size L, 3XL. Em chấp nhận hôm nay em sẽ sale không lấy lời mẫu này, em chỉ lấy lời ở lượt chia sẻ thôi, nên là bắt buộc phải có chia sẻ dùng em nha. Bắt buộc phải có chia sẻ mới chốt được các chị ơi. Bình thường là 299k, bây giờ chốt chỉ có 149 thôi, dành ra vài giây là xong chia sẻ rồi. DA 1230 149.000 đồng siêu phẩm nha các chị. Ơn mẫu này các chị chốt đơn liền giùm em ạ. 1230. Rồi ok nè, chị Lan Chi 1230 nè, chị Nguyễn Ngân 1230 149k nè. Đó, các chị nhanh tay nha, chị Nhân Nguyễn 1230 nhớ kèm theo lượt chia sẻ giùm em nha. Khi mà các chị comment hiện lên huy hiệu người chia sẻ là ok đó, em sẽ chốt giá sale này cho mình luôn nha. Vải này là gấm Asitasi nha các chị. Vải này nè, nó sẽ may một lớp thôi chị. Nó may một lớp nên hoàn toàn mình yên tâm cho em là nó sẽ không có bị nóng nha chị nha. Nó vẫn là có độ dày dặn, tất nhiên là gấm là các chị biết nó sẽ có độ dày dặn thì nó với con hoa nổi lên được, đúng không ạ? Hoa nổ lên thì tất nhiên nó sẽ là vải nó sẽ dày dặn hơn so với vải von hay vải gì. Còn cái này nó có họa tiết nổ thì tất nhiên nó sẽ dày dặn hơn một chút. Nên là vì lý do nó có độ dày dặn sẵn rồi, em sẽ may một lớp thôi. Nên các chị yên tâm cho em là cái chất này các chị mặc lên người thì không có bị nóng đâu nha cả nhà nha. Rồi bây giờ mẫu này của em nhé, 1230. 1230 nha, chút đơn liền dùm em. Chị nào mà hết 2X có thể các chị giảm size xuống XL được không? Cái mẫu này nó cũng có co giãn nè. Alo, em đang sâu thấp nè anh. Đang sâu thấp đây nè cả nhà ơi. Đó trời ơi,
em xem cái đầm này mà em xót hết cả cái ruột đây. Đó, rồi mẫu này chị nào lấy đặt liền giùm em chịu hàng. Bình thường bán 299k, bây giờ sale có 149 nè các chị. Rồi, ok chị Hoàng Dung, nhưng mà chị ơi bây giờ em hết 2X rồi, mình chuyển xuống XL được không chị? Vải này có co giãn chị. Vải này mình có co giãn nè, mình có thể giảm xuống size cũng được các chị. Rồi bây giờ 1230 nha. Em sale 149.000 đồng mẫu này. 149.000 đồng mẫu này sang lắm luôn nha các chị. Ưng mẫu này các chị mình chốt đơn lại giùm em kẹo hết nha. 1230 chị Nguyễn Tâm sale 149. Em cứ quen nó 299k không à? Quen rồi các chị ơi. Eo 86 hả chị? À nếu mà eo 86 thì chắc phải mặc 2X rồi. Không mặc XL được. Nếu mà XL mẫu này nha, khoảng là eo ví dụ 78 đến tầm khoảng là eo 82 là ok mặc được XL nha. Rồi bây giờ 1230 chị nào vừa mình chốt liền nha. Ok chị Lê Tịnh nè, 1230 là rẻ quá chừng rẻ. Mọi người bình thường á, khách em mua là 299k không đó. Đem cho mình xem hình khách em nhận được hàng nè. Khen đẹp lắm luôn á. Mà bây giờ em sale quá rẻ như thế này luôn á. Mình nhớ chia sẻ dùm em, bù lại dùm em nha. Ai chia sẻ mới chốt được, chứ bình thường nếu không chia sẻ thì giá nó sẽ là 299k. Em sẽ cho mình xem hình khách em nhận được hàng như thế nào nha. Em sẽ cho mình xem hình khách em nhận được hàng như thế nào nè. Nói chung là đảm bảo các chị thấy em mặc trên line như thế nào là em giao hàng y bon y chang như vậy cho các chị mình luôn á. Mình yên tâm cho em luôn. Rồi bây giờ nha cả nhà, chị nào lấy đặt liền giùm em. Mã này của em là DA1230. Đây cả nhà nhìn giùm em coi, đẹp lắm nha các chị. Đây đẹp lắm luôn á các chị ơi. Đó cả nhà thấy chưa, đẹp chuẩn form chưa, y chang em like chưa. Đó, có 149 không tin nổi. Mà khách em mua cái đầm này là khách mua 299k đó, giá 299k đó. Cô Lê Toàn mua đó. Mà bây giờ mình mua có 149 à các chị, nên là mình phải có chia sẻ dùm em nha. Chứ mà chưa chia sẻ em vẫn chốt là 299 bình thường đó. Rồi đây là DA1230 nha, 149.000 đồng, còn đúng 3 size M, size L và size XL tầm 40kg đến 60kg, hoặc là tầm eo 80-82 trở xuống mặc vừa. Nha các chị, dây khóa kéo đằng sau nè, có 149k mẫu này thôi nha. Đầm chấm bi hả chị? Chấm bi, bây giờ chấm bi là mẫu mới bên em nè. Rồi đợi em một xíu đi, em sale xong mẫu này em lên cái mẫu mới đó luôn nha chị ha. Em đang để sẵn cái mẫu này để sale, chờ em một chút nha. Mặc xong cái mẫu này cái đã ha. Rồi bây giờ nè, mẫu tiếp theo ha. Mẫu tiếp theo em lên mẫu này nè. Đây, mẫu này giá sale cực rẻ luôn nè. Đây là DA1205 nha cả nhà nha. Rồi 1205, mẫu này em sẽ có cho mình là đủ size luôn nha. M, L, XL em đều có hết luôn nha các chị. Rồi bây giờ nè các chị săn liền mẫu này nha. Em sale hôm nay có 179.000 đồng thôi. Lụa mango nha, có nút phía trước nè. Hà eo đúng chuẩn giờ, các chị đo eo cũng vậy. Mình giống từ cái phần cùi chỏ này nè. Đó, mình giống từ cái phần cùi chỏ này nè. Mình giống qua, mình để cái tay vậy mà cũng thấy là cái eo của mình chính là đây đây. Các chị đo giùm em nha. Eo mình bao nhiêu báo em nha. Đó, eo 62 nên em mặc hơi rộng một chút nha. Rồi dây khóa kéo đằng sau. Thường đầm bên em á, size M là eo 72 đến tầm 73. Size L thì eo tầm 75, 76. XL thì eo 78 đến 79. 2X là eo 84 đến 85. Tùy vào chất vải mà cũng có thể du di thêm một chút nữa nha. Rồi bây giờ 1205 sale xả lô 179k mẫu đầm em đang mặc trên người ạ. 179k mẫu đầm này, vải mango họa tiết là 3D cho cả nhà, có co giãn và không hề bị nhăn nhầu đâu nha các chị. DA1205 giá ngày hôm nay chốt sale luôn cho các chị mình chỉ có là 179.000 đồng thôi nha. 179k mẫu đầm em đang mặc trên người, chị nào mình lấy đặt liền giùm em nè. 1205 và kèm chấm sinh thoại nha. Xuất sắc chưa, xuất sắc chưa cả nhà ơi. Cái này là miễn chê luôn đó. Chị nào mình thích mẫu này nhớ lên đơn liền giùm em nha. 179k mặc dù là có đủ size, chứ không phải còn một cái hay hai cái, mà sale giá cực kỳ rẻ luôn nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt liền giùm em ạ. 1205 và kèm số điện thoại ạ, 179.000 đồng. Rồi có túi nha các chị. Đừng quên là mẫu này em sẽ có may túi hai bên cho cả nhà mình luôn đây. Vậy này nó có co giãn và không có bị nhăn nhau đâu, các chị yên tâm cho em nha. Rồi em sale luôn trên line này với giá chỉ có là 179.000 đồng mẫu đầm này. 1205 nha. 1205 ok chị Thu Thủy sale giá 179 nè. 1205 ok
đây chị Ngọc Trang sale giá 179 nè. Các chị ơi nhanh tay ra giá này, em chốt đúng ở trên live, tất là em ngưng rồi. Tất là em ngưng rồi nên không được áp dụng giá này nữa. Nên là chị nào muốn săn mẫu này các chị đặt liền nha. Bình thường mình mua mẫu này giá là 299k. Có đợt em sale rẻ được chứ, có đợt em sale rẻ tương tác đó là 259. Còn bây giờ em chốt luôn một cái mức giá sập sàn là 179.000 đồng. 179.000 đồng mẫu này nha. Ai lấy mẫu này các chị đặt cho em là DA1205 và kèm cho em số điện thoại nè. 179k. Quá rẻ luôn các chị ơi. Ơn mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng sớm giùm em nha. Em chừa hàng chừa sai liền trên live rồi. Bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nha. Các chị ơi cứ chia sẻ like dùm em nha. Em sẽ lên xem kẻ có cả những cái mẫu đầm với giá 9979k nữa nha. Cứ từ từ mình theo dõi dùm em. Rồi giờ em mặc tiếp theo. À quên mất tiêu đầm chấm bi rồi. Thôi để em mặc lỡ, em mặc cái đầm suông này để em tí nữa mặc đầm chấm bi sau nha. Rồi bây giờ này cả nhà ơi, mẫu tiếp theo của em nhá. Để em để cái chấm bi này qua đây luôn cho nhớ đi. Rồi bây giờ các chị ơi, mẫu này của em là DA1241 đầm phong suông nha các chị. Chiếc eo nhẹ cho mình. Đây, có túi hai bên luôn. Đó. Sale giá với shop nè, 129 thôi. Có 129k mẫu này thôi các chị ơi. Và này là lụa hàn. Lụa hàn nha các chị ơi, mềm êm mát nha. Có co giãn nhẹ cho mình nè ha. Các chị ơi mặc rất là thích luôn á. Cái này có túi nữa nè. Em có đúng một màu thôi, không có nhiều màu. Và giá em sale cho cả nhà mình chỉ có là 129.000 đồng mẫu này. 129.000 đồng mẫu em đang mặc trên người. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng liền giùm em. DA1241 và kèm trên số điện thoại nha. Có 129.000 đồng thôi, rất là rẻ. Form đầm suông nha. Đây là dây khóa kéo, đó là phía đằng sau nha các chị. Dây khóa kéo phía đằng sau. Rồi 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa nha. Chị nào mình lấy đặt liền dùm em 1241 và kèm số điện thoại. Rồi nhanh tay các chị ơi, giá này được chốt trên live. Giá bình thường các chị mua sẽ là 249k. Đặt bây giờ em chốt luôn chị còn có giá là, đặt bây giờ em chốt cho mình với giá chị có là, chị có giá là 129.000 đồng. Làm đây coi, 129.000 đồng mỗi đồng này nha cả nhà. Rồi chị nào lấy đặt liền dùm em đi lục tung à. 129k mẫu đầm này nha các chị. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt liền giùm em chịu hàng luôn nha. Rồi tranh thủ các chị ơi, suông nha. Em thì em hơi gầy xíu, em 62 nên thường em hay mặc nó hơi bị rộng chút nha. Có túi hai bên cho cả nhà mình luôn nha. 1242 chốt xe liền trên like, giá chỉ có là 129.000 đồng. 129.000 đồng mẫu em đang mặc trên người nha. Rồi tranh thủ lên đơn liền giùm em chốt nha. Bây giờ em qua thêm cho mình một mẫu nữa nè. Em qua thêm cho mình một mẫu nữa nè. Đầm chấm bi. Lên cho mình mẫu đầm chấm bi nha các chị ha. Mẫu chấm bi tiếp theo của em đây là mẫu mới về luôn. Chất vải là thun Mỹ nha. Mới ra lò luôn nè các chị. Mới ra lò luôn, hot hòn hộp luôn đây. Đây mẫu này cũng là form suông nha các chị ơi. Rồi đầm em đang mặc trên người đây với mã sản phẩm là 1261. Được cái là đầm này nó co giãn nhiều lắm luôn các chị. Chất này là thun Mỹ đó các chị. Thun Mỹ nha, co giãn chiều dọc tới chiều ngang cho các chị mình luôn. Rồi em sẽ dành ra cho mình là 20 suất quà tặng. Nếu các chị đặt mẫu này nha, đó là quà tặng cài áo nè. Em sẽ kèm theo, các chị lưu giúp em nha. Khi mà cài áo thì em sẽ gói trong gói giấy như thế này nè. Sau đó là em gấp vô đầm nha các chị. Em bỏ vô trong đầm, chứ em không có gài sẵn ở như trên line này đâu nha. Em sẽ để trong, em sẽ dành ra đúng 20 suất nha. 20 suất cho 20 chị đầu tiên đặt hàng, em sẽ bỏ quà này vô cho các chị mình luôn. Và em để phía bên trong đầm nha, em không để bên ngoài nha. Đây khi các chị nhận hàng nhớ kiểm hàng kỹ dùm em nha. Rồi vải này là co giãn siêu tốt luôn nha các chị. Rồi thun Mỹ nha, họa tiết chống bi rất là sang. Mẫu này em sẽ có cho mình là 4 size nha, M, L, XL và 2X từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. 70kg cũng vừa luôn, bao vừa, 70kg bao vừa. Rồi giá sale là 299k. 299k được tặng kèm thêm cài áo nha. 299k thôi và được tặng kèm thêm cài áo cho nhà mình luôn. Rồi bây giờ chị nào lấy nhanh tay nha, 40kg đến 70kg mặc vừa. 40kg đến 70kg là mình mặc vừa mẫu đầm này cho em luôn ạ. 1261 và kèm số điện thoại, giá chỉ có 299 thôi. Giá chỉ có 299k thôi nha các chị. 1261 và kèm cho số điện thoại luôn. 299k mẫu đầm này.
299k mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Rồi mẫu này là các chị trong tầm 40kg đến 70kg vừa. Yên tâm về độ co giãn, mẫu này là siêu co giãn luôn, co giãn rất nhiều luôn nha. Vải dày dặn co giãn nhiều nên khi các chị mặc cho dù co giãn nhiều cũng không có bị mỏng vải, mà nó vẫn đảm bảo cho mình là lên form, chuẩn form. Em là em mặc hơi rộng nên kẹp bớt lại, chứ các chị em đảm bảo 100% các chị mặc vừa là form nó sẽ lên chuẩn và đẹp hơn so với em rất nhiều. Các chị yên tâm đi. Rồi DA1261 nha, giá em chốt chỉ có 299k. Rồi nhanh tay các chị ơi, chấm bi, các chị để ý đi. Lúc nào ở bên em may chấm bi thì chỉ trong là vòng có vài ngày thôi là hàng nó đã đi, hàng nó đã hết sạch rồi. Lúc nào chấm bi cũng hết rất là mau. Nên là nếu mà chị nào thích mẫu chấm bi nè, thì này thì các chị nhớ đặt liền nha chị. Chị nào thích chấm bi thì các chị nên đặt liền, đừng đặt trễ quá nha. Chấm bi đi hàng nhanh lắm luôn đó. DA1261 nha. Ok chị Tố Quyên, em chốt cho chị 1261 nè. Chỉ có là 299.000 đồng mẫu em đang mặc trên người nha. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc, 70kg mặc vừa luôn. 40kg đến 70kg mặc vừa mẫu này luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ xem kể thêm cho mình một mẫu đầm sale shop tiếp theo nha. Cứ từ từ theo dõi like nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mình một cái mẫu 99k nha các chị. Các chị ơi chuẩn bị lên mẫu 99k nè. Bây giờ các chị chia sẻ chưa nè cả nhà ơi. Chuẩn bị lên mẫu 99k nè. Em sẽ sale cho mình mẫu, một cái mẫu maxi luôn nha. Với giá là 99k thôi. Đây em mặc lên luôn. Em sẽ mặc lên luôn nha. Chia sẻ cho em chưa các chị ơi? Đâu em xem còn sai gì. Còn size M các chị ơi. Hai cái size M. Hai cái size M và được cái là nó có eo co giãn nhiều. Có eo co giãn nhiều nha các chị. Ý, em thấy hệ thống còn một cái size L nữa nè. Khoan, ủa mà cái size L đó đâu ta? Thôi em sẽ chốt trước hai cái size M trước đi. Mai mà em thấy cái size L thì em chốt sau nha. Rồi bây giờ các chị ơi, hai cái size M, nhưng không sao đâu, chị nào size L có thể chuyển xuống size M mặc vẫn được. Vì nó co giãn ở phần eo cực kỳ là nhiều, các chị giảm size mặc vô tư cho em luôn. Rồi mẫu maxi này em sẽ sale 99k nè. Chia sẻ chưa cả nhà ơi? Chia sẻ chưa nè, để em chốt nè. Rất đẹp nha. Vừa lôi ra trong gói hàng ra mặc luôn đó các chị. Rồi em chào chị Trúc Huỳnh, cảm ơn chị Trúc Huỳnh đã chia sẻ ạ. Rồi cả nhà ơi tranh thủ hôm nay vào like xanh đầm nha, rất là nhiều đầm giá sốc luôn. Mẫu em tiếp tục mặc cho các chị ở đây là DA. Các chị chia sẻ xong chưa? 1185 99k nha các chị. 1185 99k. 1185 99k cho nhà mình nha. Đây, co giãn nhiều và cái phần eo này là độ co giãn nhiều nhưng mà nó không có bị cấn như làn da của mình đâu, hoàn toàn không, độ co giãn cực kỳ là êm nha. Hai lớp cho các chị mình luôn. Mã này của em là DA1185, giá ngày hôm nay em chốt cho các chị mình luôn chỉ có là 99k mẫu này thôi. DA1185 và kèm số điện thoại liền cho em nha. Chỉ có giá 99k mẫu đầm này, chị nào ưng đặt liền dùm em nè. Form xè nè, hai lớp cho các chị mình luôn, rẻ quá chừng. Tầm 40kg đến tầm khoảng 55-57kg vẫn vừa nha. 40kg đến 55 hoặc 57kg vừa. 99k còn đúng hai cái size M. Hai cái size M nha. Đó, chị nào lấy đặt liền nha, 99k đó nha các chị, nhớ chia sẻ dùm em nha. Nhớ chia sẻ dùm em để em chốt đơn cho mình nha. Mẫu tiếp theo. Mẫu tiếp theo sẽ lên sàn cho các chị ở đây đó là, rồi đợi em một chút xíu nha. Lên cho mình mẫu này. À khoan đã, để em xem kẻ thêm một cái mẫu này đang rất là hot nè, hàng mới bên em nè các chị. Hàng mới bên em nè, DA1252 nè. Rất là chạy hàng nha, cái này là nếu mà đã ưng thì các chị cố gắng lên đơn càng sớm càng tốt cho em. Đây đẹp lắm. Đầm sơ mi. Đầm sơ mi chất vải này là chất vải lụa mango cho cả nhà mình nha. Với mã sản phẩm này của em là 1252. 1252 nha cả nhà. 1252 đầm sơ mi nha. Và các chị thấy nè,
Để mình cùng nhìn cái phần eo này, nó có xếp ly từ trước ra tới đằng sau luôn, từ trước ra tới đằng sau luôn cho các chị mình nha. Và cái chất này các chị mặc êm lắm, vừa êm vừa mềm vừa mát, vừa lại có co giãn nữa. Và mẫu này em sale cho mình chỉ có giá 299k thôi nha, 299k. Mẫu đầm này chị nào lấy đặt liền giùm em 1252 và kèm số điện thoại cho em nha, 1252 và kèm trên số điện thoại em chịu hẹn luôn. Giá em chốt ngay bây giờ cho các chị mình luôn chỉ có là 299k thôi nha. 1185 hả chị? 1185 bây giờ tạm thời là em sẽ có size M thôi chị yêu nha. Em sẽ có size M thôi, mình hết hết size L mình có thể chuyển sang size L mình mặc được nha chị. Rồi. Đầm gần đen bông hồng phía sau gần một. Cái đầm bông hồng. Chị muốn xem này hay là sao chị ơi? Cái này là đồ bộ chị nha. Cái này đồ bộ này chị có muốn lên không? Bật mí luôn, giá 79k thôi. 79k thôi ạ. Đó, có phải mẫu đồ bộ này không ạ? Nếu mà đồ bộ thì các chị nhớ hú em cá nhà để mặc cho mình luôn. Rồi bây giờ nè, mẫu này của em là 1252. Đeo 1252 em sẽ có cho mình là 4 size để cho mình lựa chọn nha. ML, XL và 2X, 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào ưng đặt liền giùm em chịu hàng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó lại chưa vô chữ kia, nó ngủ mất tiêu rồi. Nó không chịu live stream với em gì hết. Nãy em để cho nó ở đây mà nó cũng đi mất tiêu luôn. Rồi bây giờ các chị ơi, mẫu này của em là DA1252. Giá em sale cho các chị mình luôn chỉ có là 299k. 299k mẫu đầm này nha các chị ơi, 1252 và kèm số điện thoại cho em nè. Rồi tiếp tục nha các chị. Vậy là bây giờ em sẽ lên đồ bộ nha. Giờ em lên đồ bộ giá 79k cho nhà mình nè. Giá mà 79k thì bây giờ các chị sẵn sẵn số điện thoại đi cả nhà. Giá mà có 79k thôi thì các chị mình sẵn sẵn số điện thoại luôn đi cho nhanh nè các chị. Chốt cho nhanh luôn nha cả nhà ơi. Bây giờ em sẽ mặc lên cho các chị xem. Ở đây có hai bộ, một bộ em treo với một bộ em mặc nè. Rồi đây. Vải này là cực kỳ mát luôn mà không có nhăn nha. Yên tâm cho em, đối với cái chất vải mà shop em may cho các chị là toàn là vải tuyển hết. Shop em may cho mình toàn là vải tuyển hết và không nhăn nhầu, mềm và êm lắm luôn. Dạ đầm trơn có luôn ạ. Có đầm trơn thì để sẽ mặc nha. Nè các chị, bộ này là size L em chưa có mặc đâu, em chưa có ủi đâu. Đó các chị nhìn giùm em, với cái chất vải này vừa mang ra trong gói hàng ra thì nó sẽ có nếp nhăn một chút xíu thôi. Chứ thực sự các chị là giặt xong nha, các chị phơi ra nó phẳng ra luôn rồi, không cần phải ủi. Mà đồ bộ mà các chị mình mặc thường ngày các chị mình mang ra mình còn phải ủi nó mất công không? Đúng không? Còn cái này là giặt rồi là phơi nó phẳng ra luôn, không có phải ủi gì hết, khỏe re rồi các chị. Khỏe re ạ. Rồi bây giờ nha, mẫu này của em sẽ có túi nha. Có túi nè, rồi có lưng thun nè. Lưng thun bạn của nó tầm khoảng là 3-4 xăng gì đó nha các chị. Rồi form áo là dạng form áo free size nên nó rộng rộng, nó thoải mái cho mình nha. Có nút nè. Rồi mẫu này của em sẽ sale là 79k thôi nha. Và áp dụng cho các chị mình chia sẻ livestream nhé. Màu vàng. Ok chị, màu vàng em tí nữa em mặc luôn nha. Cái vải này rất là mịn nè. Rồi mẫu này của em là 1239. Giá chỉ có là 79k mẫu này. 79k mẫu này nha các chị. Chị nào mình ưng đặt liền dùm em. Chị nào ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn liền dùm em để em chốt sale cho các chị mình luôn nha. Mã sản phẩm này của em là 1239, hoàn toàn là không nhăn nhầu. Đồ bộ này các chị bên em lựa cho mình là vải nào đó mà các chị mặc hết cả ngày luôn, nó vẫn là êm, nó vẫn là mát mẻ dễ chịu nha. Thứ hai là nó không có nhăn nha cả nhà, nên là mình yên tâm cho em. Và bên em tuyển rất là kỹ luôn rồi, hàng xịn cho mình luôn. Bình thường mình mua bộ này là 239.000 đồng, riêng ở trên line này mình chốt đi, mình chốt liền đi có 79 thôi, chứ top line vẫn bán lại 239 thôi nha. Top line bán lại 239k, còn bây giờ các chị đặt á, em chốt là chỉ có 200, em chốt chỉ có là 179k mẫu này. 79k cái này là hoàn toàn em chỉ cần lấy lời ở lượt chia sẻ chứ không phải lấy lời sản phẩm nha. 79 là không đủ tiền vả, không đủ tiền công may đâu. Cái này em chỉ lấy lượt chia sẻ mà thôi. Rồi ai lấy lên đơn thì giùm em, hoàn toàn 100% mặc làm sao giao vậy nha. Này cả nhà nhìn giùm em nè, hoàn toàn 100% mặc làm sao giao như vậy cho các chị. Đó. Rất là vải rất là đẹp và êm cho các chị mình luôn nha các chị ha. Rồi mẫu này của em là 1239, giá em chốt cho các chị mình luôn chỉ có là
79k. Ok chị Ngọc Hân, em chốt cho chị nè, 1239 nè. Ok chị Tú Quyên, 1239 79k nè. Chị nào mình lấy mẫu này các chị nhớ tranh thủ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn để em chốt đơn hàng cho các chị nha. Giá chỉ có 79k mẫu này thôi. 79k thôi cả nhà ơi, tranh thủ lên đơn liền giùm em nha. 79k thôi, mã 1239, một mẫu đồ bộ có túi cho mình luôn và vải này tôn lụa mềm êm áp và không nhăn nhão nha. Chị Thanh Nguyễn 1239 size L này nhớ chia sẻ giùm em luôn chị Thanh Nguyễn nha. Rồi, 79k bộ này. 79k bộ này nha, áp dụng cho ai chia sẻ like nha các chị. Rồi bây giờ sẽ lên cho mình cái màu vàng sữa nha. Em sẽ mặc cho mình cái màu vàng sữa. Chị nào mình thích mẫu nào thì cứ comment cho em luôn nha. Mã nè, với số điện thoại này em chốt đơn cho mình. Mẫu tiếp theo. Đây, mẫu tiếp theo của em lên cho các chị mình ở đây là DA 1274 cả nhà nha. 1274. Rồi, đầm này thì á các chị mua rồi mình biết mà, giá là 299. Và riêng trên line này nha các chị ơi, em sẽ dành ra cho chị nào mà có đặt hàng và có chia sẻ trên line này chốt luôn 229k. Nói chung là cứ đến với line của em là toàn là được giá ưu đãi, nên các chị chịu khó theo dõi line từ đầu line đến cuối line để săn đầm được giá rẻ nha. Rồi, mẫu này của em là DA1274 nha cả nhà. Vậy để em cho mình xem phía sau nè. Dây khóa kéo phía đằng sau cho các chị mình luôn. Đó, dây khóa kéo đằng sau. Rồi chất vải của nó là chất chất vải lụa mango cho cả nhà nha. Chất vải lụa mango cho mình. Rồi mẫu này em sale cho các chị mình chỉ có 229k trên line này. 229k một đầm này thôi nha các chị ơi. Mã sản phẩm là DA1274 và kèm trên sinh họa luôn, đẹp chưa? Đó, mẫu này mà không mua thì hơi tiếc ha. Mẫu nào chứ mẫu này không mua hơi tiếc, form cũng đẹp. Chất cũng đẹp. Màu sắc cũng xuất sắc luôn, màu sắc dễ mặc ha. Các chị ơi, phần cổ này bên em may sẽ là cổ đắp chéo nha, chứ không phải là cổ chữ V đâu. Em may là may cổ đắp chéo. DA1274 nha cả nhà. Ngày hôm nay em sẽ sale cho nhà mình luôn, chỉ có giá là 229.000 đồng. Thay vì như bình thường các chị mua sẽ là 299k thì hôm nay đặc biệt em giảm cho mình giá ưu đãi luôn, chỉ có là 229k thôi nha. Đó, các chị ơi mình nhìn giùm em nè, phần cổ đắp chéo cho các chị mình nha. Phần cổ là sẽ đắp chéo cho các chị mình như thế này. Và nếu mà chị nào mà mình thích cổ cao hơn, kín hơn thì các chị đính chị lại cho em. Mình đính chị lại cho em như em là em cũng có đính sẵn luôn nha các chị. Rồi hà eo là rơi vào đúng phần nhỏ nhất của mình nè. Các chị để ý đi, các chị so sánh giùm em nè, các chị giống từ cái phần cùi chỏ này nè, ngay cái khuỷu tay, ngay cái cùi chỏ này nè, mình giống ngang qua chính là cái eo của mình đó. Thì các chị đo giùm em chính xác eo mình bao nhiêu để bên em chọn size cho các chị mình nha. Rồi bây giờ 1274 mẫu này em sale cho mình luôn 229k. Ngừng chương trình sale này, em tăng lại giá là 299. Chị nào mình muốn chốt giá này các chị đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn nha. 1272 và 1274 và kèm cho điện thoại nào. 1274 và kèm điện thoại em chốt đơn nha. DA1274 hai cả nhà, vải lụa mango các chị mình mặc rất êm, đảm bảo luôn mềm êm mát nè. Và nhất là ưu điểm của nó là vải này hoàn toàn mình mặc không có bị nhăn nhầu. Không có bị nhăn nhầu nha các chị, và chất này mình mặc rất là mát luôn. Màu này các chị lên da cũng trắng da nữa, không có kén. Chị nào mình trẻ tuổi cũng mặc được, các cô trung tuổi mặc cũng được, có túi hai bên luôn. Em có một màu thôi nha chị Hoa Nguyễn ơi, một màu duy nhất thôi. Và các chị nhớ giùm em, cổ bên em may sẽ là cổ đắp chéo nha. Cổ đắp chéo qua, chị nào thích cổ cao cổ kín hơn có thể tự tùy chỉnh theo ý thích của mình. Mẫu này em sale cho mình chỉ có 229.000 đồng. Giá này em chốt trên livestream này thôi. Đây để em test vải cho mình xem. Đó, cả nhà thấy chưa? Cái chất nó co giãn, chiều dọc hay chiều ngang đều là co giãn hết. Nên là khi các chị mặc lên người rất là thoải mái luôn. Với lại hà eo em may cho mình một đường eo như vậy thôi. Đó, thì khi mà mình mặc nó vẫn là giúp cho mình co giãn nhẹ cho mình nè. Thứ hai là cái form này sẽ giúp làm mặt là che bụng rất là tốt. Đây, dây khóa kéo đằng sau nha cả nhà ha. 1274 em sale luôn cho mình chỉ có giá là 229k mẫu này thôi nha. Ai lấy mẫu này các chị mình chốt đơn liền dùm em 1274 và kèm số điện thoại nè. Ok chị Thanh Trang, 1274 em chốt cho chị nè. Vải này mặc bao mềm bao mát luôn, các chị nhận được hàng vải không đẹp không thèm lấy tiền các chị mình luôn á.
Thì sự luôn, hàng này em may là hàng là không chỉ bán tại Việt Nam đâu, mà em may là em may để xuất khẩu luôn. Nên là em cam kết 100% hàng mà đến tay các chị là hàng chất lượng. Với lại khi mà em bán hàng cho các chị rồi, em vẫn sẽ có trách nhiệm về đơn hàng cho mình về sau trong vòng 10 ngày tiếp theo. Ví dụ như hàng của mình mặc mà không vừa, hay là hàng có lỗi sản xuất hay vấn đề gì đó, bên em hỗ trợ cho mình hoàn toàn 100% nha cả nhà nha. Nên mình yên tâm cho em là đến với shop em là không bao giờ sợ mua lầm hàng. À, ví dụ mà chị nào muốn kiểm tra hàng, em sẽ hỗ trợ cho mình kiểm tra hàng hết. Chỉ cần lúc mà các chị chốt đơn, mấy bạn chốt đơn lên đơn á, cứ cứ báo với bộ phận tư vấn viên 1 tiếng luôn, để mấy bạn chất vô cái đơn của mình. Là shipper biết cái đơn của mình rồi, người ta đến rồi người ta mở gói hàng ra cho mình kiểm tra luôn. Yên tâm cho em nha cả nhà, mặc trên la làm sao em giao hoàn toàn 100% y chang như vậy nha. DA1274 rồi, bình thường mình mua 299, riêng trên la đạm chốt là 229k. Chị nào mình lấy mẫu này, các chị mình đặt hàng sớm dùm em nha, form cực chuẩn luôn. Với cái form dáng này là dễ mặc cực kỳ, ai mặc cũng đẹp hết trơn. Mà cái màu với màu vàng sữa như vậy, các chị da trắng mình mặc cũng được, các chị da ngăm mình mặc cũng được cho em luôn nha. Rồi giá em sale cho mình luôn 229.000 đồng. Riêng chị trên line này thôi, em chốt giá này, chị nào mình xanh thì mình đặt hàng ngay lúc này cho em luôn nha. Chỉ có 229k thôi. DA1274 nha các chị. Ok nè, chị Ngọc Lan trước 1274 sale giá 229. Các chị ơi, khi mà hết chương trình rồi em sẽ tăng giá lại là 299k chứ không còn là 2429 nữa. Nên là giá này em chỉ chốt sale giới hạn thôi, giới hạn cho một số chị thôi. Nên là các chị cố gắng đặt hàng ngay ở trong cái line này để chốt cho mình nha. Đừng đặt trễ quá, em ngưng chương trình mất tiêu rồi đó, là giá nó tăng lên là 299. Rồi đây là DA1274 nhanh tay cả nhà ơi, form đẹp quá chừng. Form này mặc rất là xinh luôn, dễ mặc ha. Mình có thể mặc đi đi tiệc, hay là mình mặc đi dạo phố, đi chơi, đi ăn uống, đi cà phê, cà pháo, hay là đi du lịch đều có thể mặc được mẫu này. DA1274 nha cả nhà, nhanh tay nha các chị. Chất này cam kết luôn, mặc rất là mát. Cái vải nè nó mịn như da bé luôn các chị, mà nó êm lắm, nó mát lạnh luôn. Rồi các chị nào có co giãn nha, chứ không phải là không đâu, có co giãn luôn. Rất nhiều chị khách bên em nhận được hàng với cái chất vải mango này, mấy chị khen dữ lắm. Và thường các chị hay kêu khách, kêu shop là shop ơi may thêm, shop ơi may thêm đầm có cái vải này đi để chị đặt thêm không ạ. À? Các chị mua thử trải nghiệm đi, đảm bảo là hài lòng. 1274 nha, giá em chốt chỉ có 229 thôi. Chị Châu Nguyễn em chốt 1274 cho chị 229k thôi nè. 1274 cho chị Ngọc Hân em sale giá 229k nè. Chị nào mình lấy mẫu này, các chị đặt hàng cho em nha. 1274 và kèm cho em xin hỏi luôn, chỉ có giá 229k mẫu em đang mặc trên người. Và từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. 40kg đến 65kg là mình mặc vừa rồi, nhanh tay nha cả nhà ơi. Giá này em sẽ ưu tiên chốt đơn trên livestream này thôi. Nên là chị nào muốn săn được giá rẻ thì em khuyên trên hàng các chị nên đặt ngay bây giờ nha. Chứ hết chương trình sale nó tăng lại như mình mất quyền lợi mất tiêu rồi. 1274 nha. Ok chị Thanh Thủy trước 1274 cho chị nè, chỉ có 229.000 đồng nè. Chị nào mình lấy mẫu này, các chị đặt liền giùm em chuyển hàng chuyển sai nha. Bây giờ em sẽ chuyển qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nha. Xem kể ngày hôm nay em sẽ có những cái mẫu mà em sẽ kho giá cực kỳ sốc luôn nha các chị. Giá lỗ vốn cũng có đây. Đây, bây giờ em sẽ mặc cho mình mẫu đầm DA1159 cho cả nhà xem nha. 1159 với mẫu này em sẽ có cho mình đó là hình như nó còn có 3 size. Ủa, cái này em đang mặc cái size L nha các chị, nên nó hơi rộng nha. 1274, ok chị Lê Hoàng em chốt cho chị nha. Rồi bây giờ em đeo mẫu này nha, 1159, để em xem thử coi nè. Trời, em mặc ngay cái size hết hàng luôn các chị. Rồi cái chị ơi, em mới nhập thêm cái size L vô rồi nha các chị. Cái này em mặc size L nè, tao xem lại coi cho chắc coi. Đúng rồi, size L nha cả nhà, mặc size L nha. Em còn cho mình 8 cái size M, 1 cái size L, rồi 8 cái XL và 6 cái size 2X cuối cùng. Xả hàng này cả nhà ơi, xả hàng nè. Chuẩn bị sẵn số điện thoại đi các chị săn cho nhanh luôn nha, chứ cái này là còn ít lắm luôn á. Xả hàng này là không có lấy L đâu, em xả lỗ luôn rồi đó. Rồi một cái mẫu đầm von 2 lớp có túi cho các chị. Bình thường nhà mình mua mẫu này của bên em là 259k. Thì bây giờ nha,
Em xả lỗ luôn 129.000 đồng. Xả nhanh luôn nha, chứ tại vì hàng này em còn lẻ tẻ vài cái thôi, em chốt nhanh luôn để lấy tương tác đi. Thay vì lấy lời sản phẩm thì lấy lợi được chia sẻ vậy. Rồi bây giờ 1159 dám chốt là 129.000 đồng. Hai lớp nè, túi hai bên, vải voan này cái chị mặc cực kỳ là êm và mát luôn nha. Hà eo là rơi đúng chỗ và chỗ nhỏ nhất của mình rồi nha. DA1159 chốt sale liền trên like cho các chị mình, chỉ có 159.000 đồng. 159.000 đồng mẫu em đang mặc trên người, chị nào mình lấy đặt liền giùm em. DA1159 và kèm cho em xin hỏi luôn nha. 1159 và kèm xin hỏi, tranh thủ mình lên đơn hàng sớm ngay bây giờ cho em nào các chị. 1159 em chốt đơn cho mình giá chỉ có là 159.000 đồng mẫu đầm này. Rồi bây giờ chị nào mình ưng mẫu này các chị nhớ tranh thủ lên đơn hàng sớm ngay bây giờ cho em luôn nha. Là mã số sản phẩm nè, với số điện thoại cho em là em chốt đơn liền trên like cho các chị nè. Mã này là DA1159. Ưng mẫu này các chị mình tranh thủ nha cả nhà, đừng bỏ lỡ nha. Mẫu này số lượng em còn có ít lắm luôn á. 1159 ok chị Nguyễn Thúy nè, 129k. 1159 cho chị Ngọc Trang, 129k. Các chị ơi tranh thủ nha, nhớ mình chia sẻ like giùm em luôn. Nhớ mình chia sẻ like giùm em luôn trên tường nhà này, cũng như là mình chia sẻ vào các cái nhóm giùm em nha. Chia sẻ trên tường nhà, chia sẻ vào các cái nhóm giùm em nha, để em chốt cho mình với giá sale này nha. 129k mẫu này ạ. Dạ 1159 thì nó không, đây chị ơi, coi giảm như vậy thôi à, ít à, nên là eo 84 hoặc 85 chữ xuống vừa nha chị. 1159 chốt cho chị Lê Ngân sale giá 129k. 1159 cho chị Ngọc Tâm sale giá 129k. Có chị nào mình lấy mẫu này các chị tranh thủ lên đơn liền giùm em ạ. 129.000 đồng mẫu này ạ. 129.000 đồng thôi, rất là rẻ nha. Ai lấy mẫu nào các chị lên đơn liền giùm em để em chốt sale luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp tục cho mình một mẫu khác nè. Rồi đợi em vài giây nha, em chuyển qua thêm cho mình một mẫu tiếp theo. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị nhớ tranh thủ lên đơn liền giùm em nha các chị. Rồi bây giờ nè, lên đầm phong chữ A cho các chị nha. Mã tiếp theo của em là DA1255 cả nhà ơi, 1255 này nha. Em sẽ có cho mình là 4 size. 1255. Ủa có 2 size à ta? Size M với size L cả nhà ơi. Ủa, nhanh dữ vậy ta? Ê, chị ơi có 2 size à? M với size L. Sale luôn cho mình ngày hôm nay, giá chỉ có 199.000 đồng thôi nha các chị. Có co giãn rất là nhiều, mềm êm và mặc mát luôn. DA1255. 1255 chỉ còn xem M và xem L thôi. Em sale luôn 199k cho nhà mình nha. 199k rồi. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giùm em nè. Comment cho em là mã hàng nè, với số điện thoại cho em nha, để em chốt đơn ngay bây giờ cho cả nhà mình luôn. 199k mẫu này, mã sản phẩm là 1255. Và này là chất lây dâu nè, có co giãn nè, từ chiều dọc nè cho tới chiều ngang cho các chị mình luôn. Êm, mềm và mặt mát cho các chị nha. Rồi giá ngày hôm nay shop sẽ sale cho nhà mình luôn, chỉ có là 199.000 đồng. Rồi chị nào mình lấy thì cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn nha. Là mã hàng nè, với số điện thoại cho em nè, em chốt sale liền trên like cho cả nhà mình luôn. Nhanh tay nha cả nhà. Đầm này em chốt cho mình chỉ có giá là 199.000 đồng. 199 thôi. Ok chị Ngọc Lan, em chốt cho chị nè, 1255 nè. Ở đây nó có đính cho mình một cái nút ở đây nha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua thêm cho mình một mẫu khác nha. Em chuyển qua mẫu khác nhanh cho cả nhà. Bây giờ em lên mẫu 99k tiếp theo nha cả nhà. Em sẽ lên mẫu 99k tiếp theo cả nhà, chờ em một chút xíu nha. Rồi ai lấy mẫu nào các chị mình đặt liền giùm em, là mã hàng với số điện thoại em chốt nha. Mẫu 99k tiếp theo hôm nay em sẽ có cho mình một cái mẫu này, có cho mình đủ size M, L, XL và 2X luôn. Có điều là form nó hơi nhỏ nên các chị nhớ tăng lên cho em một size. Ồ em quên mất tiêm, chưa mặc đầm màu trơn cho các chị xem nữa. Sau mẫu 99k này sẽ lên màu trơn nha. Rồi các chị ơi em lên zoom cho mình nha. 99k thôi, quá rẻ cho một mối tình. Bây giờ hiện tại em còn cho mình đó là em có cho mình đủ size, nhưng mà có điều mẫu này cái form nó hơi may hơi nhỏ một xíu, với lại zoom thì thường mình nên trừ hao. Nên là các chị có thể tăng lên cho em một size hoặc hai size nha cả nhà. Ví dụ như bình thường các chị mặc size M đi, các chị có thể tăng lên size L giùm em, hoặc tăng lên XL nếu chị nào thích mặc rộng thoải mái nha cả nhà.
Chị nào thích mặc ôm ôm vừa vừa ấy, thì cái chị tăng một size. Còn chị nào mà thích mặc zoom mà ống rộng rộng ấy, thì cái chị tăng lên hai size giùm em nhé chị. Cái form này nó may hơi nhỏ nên là em sale lấy tương tác thôi em, chứ em không lấy lời lỗ vốn luôn nha cả nhà. Rồi 99k, mã sản phẩm 1282. Thực sự mẫu này chỉ có đơn giản là form nhỏ thôi, chứ thực sự khách bên em nhận được hàng mẫu này khách rất là thích, khách khen form đẹp. Nên là chị nào mà thích mẫu này các chị lên đơn. Đây là DA 1282, có hai lớp luôn nha các chị. Rồi mẫu này em chốt cho mình là chỉ có 99k thôi, mã này là 1282, quá rẻ luôn các chị. Quá rẻ luôn. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt điện giùm em nhé, 1282 và kèm cho em xin thoại luôn. 99k mẫu này có túi nè, hai lớp luôn nha, cổ tim nè, có nút cho các chị mình. Rồi có một cái bạn em nhỏ ở đây cho cả nhà mình nha. Mẫu này là DA 1282 và hôm nay shop em sẽ sale cho nhà mình luôn. Chỉ có giá là 99k. 99k mẫu dung này thôi nha cả nhà. Chị nào mình ưng đặt liền giùm em 1282 và kèm cho em xin thoại. Các chị ơi tranh thủ nha, 1282 này em gần hết hàng rồi đó. 1282 này em gần hết hàng rồi đó. Và giá em sale ngày hôm nay cho các chị là chỉ có 99k thôi. 1287 hả chị? Chị Kỳ Duyên biết chọn mẫu ghê nè. Chọn ngay cái mẫu mà nó đang rất là hot luôn. Đợi em một xíu nha, tí nữa em mặc bộ đó cho cả nhà mình luôn. Rồi chị Trấn Hà Bình Yên zoom mặc rất đẹp nè. Chị có 3 bộ rồi nè. Cảm ơn chị Trấn Hà Bình Yên. Đó cả nhà thấy chưa, chị Trấn Hà Bình Yên có 3 bộ luôn đây nè. Em cho mình xem luôn nha. Vậy em khỏi mặc nha, em đưa luôn cho các chị xem luôn nha. 1280 là mẫu màu sọc nè. 1281 là họa tiết thổ cẩm. 1282 là họa tiết hoa. Nha cả nhà, em có 3 mẫu này. Bây giờ em sẽ sale đồng loạt xuống còn 99k để lấy tương tác nha. Các chị chốt đơn liền nha. Rồi, bình thường mẫu này sẽ có giá là 239.000 đồng. Riêng trên line này em chốt luôn với giá chỉ có là 99 thôi. 99.000 thôi, có 99.000 cái một cái sản phẩm dung như thế này ha, quá rẻ luôn các chị. Chị nào vừa sai mình chốt liền nha các chị. Chị nào vừa sai chốt liền, có nghĩa mẫu này tầm khoảng 37kg đến tầm 60kg vừa. 37kg đến 60kg vừa. 1280 là dung sọc nè. 1280 là dung sọc nè. 1281 là thổ cẩm nè. 1281 là thổ cẩm nè. 1282 là hoa nè. Các chị nhớ hết mã chưa? Không, mình chụp màn hình lại đi cả nhà. Chụp màn hình lại giùm em nha. 99k 3 mẫu này nha. Đủ hàng, đủ size nhưng mà form thì tầm 37kg đến 60kg thôi nha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nha. Bây giờ nè, em sẽ lên một cái mẫu màu trơn đi. Nãy có chị kêu mặc đầm màu trơn nè. Màu trơn thì không thể nào bỏ qua 1283 nha cả nhà. Đây là cái mẫu mà hiện tại bên em là nó đang nằm trong top bán chạy luôn. Nó đang nằm trong top bán chạy của bên em nha các chị, xuất sắc cực kỳ. Từ chất cho tới form xịn sò luôn. Từ chất cho tới form là xịn sò vô cùng luôn nha các chị. Đây là 1283 nè. Đây là DA 1283 nè. Và giá ngày hôm nay em chốt cho mình nha, chỉ có là 299.000 đồng mẫu này thôi. Màu này là màu xanh navy nè. Túi này là túi thiệt luôn nha các chị. Túi thiệt luôn. Rồi có nút nè. Nút này sẽ đính liền đằng trước. Các chị mặc là sẽ là có dây khóa kéo đằng sau. Form nè các chị. Vải này nha, là chất này là chất tuyết mưa, nó sẽ dày dặn và giúp cho mình lên form chuẩn form. Đồng thời vải này sẽ không cứng nha, hoàn toàn không cứng đâu và nó mềm lắm. Đồng với lại là có một điều quan trọng nữa là cái chất này nè, nó không có bị nhăn. Nó không có bị nhăn nhào đâu nha cả nhà. Rồi nên là mình yên tâm khi mặc mẫu này luôn. Mã em đang mặc trên người đây là DA 1283 và giá ngày hôm nay shop sale cho mình á chỉ có là 299.000 đồng. Rất xứng đáng để các chị mình đầu tư. Rước em nói về tủ đồ nhà mình, em nói thiệt đấy, rất xứng đáng luôn, khuyên chân thành các chị nên mua. Mẫu này đẹp cực kỳ. Rồi mẫu này nha, em chốt chỉ có giá là 299.000 đồng thôi. Chị nào mình lấy mẫu này các chị mình đặt liền giùm em chữa hàng chữa size nha. Rồi nếu thường các chị mặc đầm size M thì zoom này chị nên lấy size L. Dạ em cảm ơn chị chỗ nào mình yêu nhiều nè, đã tư vấn các chị giùm em nha. Hôm qua chị mua rồi cho chị địa chỉ rồi. Ok chị Lê Nguyên nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người đây với mã sản phẩm này là DA 1283. DA 1283, chị nào mà thích màu trơn thì chốt ngay em đầm này nha. Một màu duy nhất thôi, màu xanh navy.
Một màu duy nhất, màu xanh navy thôi nha cả nhà, đẹp xuất sắc luôn. DA1283 và giá ngày hôm nay shop sẽ chốt cho các chị mình luôn chỉ có là 299.000 đồng. Riêng chỉ có trên livestream này thôi nha cả nhà. 299k mẫu em đang mặc trên người. Chị nào lấy mình tranh thủ nha. Chị nào mình ưng mẫu này các chị tranh thủ mình lên đơn hàng luôn giùm em. Tranh thủ mình lên đơn hàng luôn giùm em nha cả nhà. Comment là mã hàng nè, với số điện thoại cho em nè, để chốt đơn hàng ngay bây giờ cho cả nhà mình luôn. Mã sản phẩm này là DA1283, chuẩn form vô cùng luôn, các chị mình yên tâm nha. Rồi em chào chị Uyên Nhi, chào các chị mình mới vô. Tranh thủ hôm nay mình săn sale nha các chị. Với lại cái mẫu 1283 này nó rất là mau hết hàng. Đợt vừa rồi đó, lúc mà em mà mới ra mắt sản phẩm á, em la trong vòng cầm có 3 ngày thôi, hình như 2 ngày chưa tới 3 ngày nữa đó, mà em hết hàng luôn, mấy chị đặt sau không có. Thế phải đổi, phải đổi được sau mới có hàng luôn á. Đi hàng cực kỳ nhanh, phải xịn lắm các chị ơi. Phải xịn sò cực kỳ, các chị nhìn cho em cái form đi, chuẩn vô cùng luôn á. Từ cái phần cổ vest nè, từ cái những cái đường may các chị cứ nhìn kỹ dùm em đi. Đẹp chuẩn vô cùng luôn. Mà chỉ có 299k mà vậy là phải tuyết mưa dày dặn, hàng loại 1 cho mình luôn nha. Lên form rất chuẩn form. Giá ngày hôm nay em sale cho mình chỉ có là 299k thôi. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em là DA1283 và kèm cho em sinh hỏi nha. 1283 và kèm cho sinh hỏi sale giá chỉ có là 299.000 đồng. 299.000 đồng. Em thấy cái mẫu này với giá 299 là quá rẻ, tại vì bạn này quá xịn luôn. Chị nào mình thích mẫu này cứ lên đơn hàng liền dùm em nha. Rồi em cảm ơn chị Chuyến là Bình Yên đã chia sẻ like dùm em nha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua thêm cho mình một mẫu tiếp theo nha. Bây giờ xem kẻ em sẽ mặc ren cam đi nha. Đây, lên cho mình một cái mẫu đầm ren kem cam cho cả nhà mình nè. Chị nào mình ơn mẫu nào các chị tranh thủ lên đơn liền dùm em nha. Mẫu tiếp theo, mẫu tiếp theo của em đây là DA1289 nha. DA1289 đầm ren cam. Mẫu này nè, cái form này rất là xinh. DA1289 hiện tại em đang có cho mình là 4 size. 1289 hiện tại em đang có cho mình là 4 size nha. ML, XL và 2X. Rồi các chị nhìn giùm em cái chất trước đi ha. Họa tiết lông vũ nè, có phủ kim tuyến nè, ống ánh lấp lánh nè. Rồi mẫu này thì cổ là cổ lục giác cho các chị nha. Rồi các chị ơi lưu giúp em, nếu mà kim tuyến thì em nghĩ chắc khi các chị giặt máy á, đặc biệt là giặt máy giặt á, các chị giặt máy giặt ấy, thì các chị nhớ là lật vô trong cái ren này, với lại cái ren này, cái mặt ren ở bên trong rồi các chị giặt nhá, đỡ bị chạy bị ren thì nó hay có mấy cái lỗ lỗ này nè, mất công nó lại vướng vô móc khóa, cái móc khóa này hay là cái gì của các chị á, nó bị vướng mất công. Đây các chị nè, cái ren thì rất là đẹp, yên tâm cho em nha cả nhà đó. Và cái kim tuyến này rất là chắc nha, rất là khó mà bị mà bung chóc kim tuyến ra nè các chị ơi, rất là khó bị bung chóc kim tuyến luôn, hoàn toàn luôn nè đó cả nhà, thấy chưa. Rồi bây giờ nha, chỉ có điều là mình nếu mà ren thì mình bảo quản xíu vậy, mình khi giặt đấy mình nhớ lật vô trong, mình lật trái ra mình giặt cho nó ok. Rồi 1289 nha, mẫu này em chốt cho các chị mình luôn chỉ có 259.000 đồng. 259.000 đồng ở phía đằng sau đây này cả nhà, phía đằng sau khép cổ vuông cho mình và dây khóa kéo là phía đằng sau nhé. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt liền dùm em luôn, DA1289 và kèm trang sức thỏa luôn nha. 1289 và kèm trang sinh thỏa em chốt ngay bây giờ cho nhà mình chỉ có giá là 259.000 đồng mẫu này. 259.000 đồng mẫu em đang mặc trên người. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt liền dùm em 1289 kèm sinh thỏa nha. Form này sẽ dài tầm quang ngang gối như thế này cho em mình đây. Rồi ai lấy mẫu này các chị đặt liền dùm em DA1289 và kèm cho em xin hỏi nha. 1289 chốt giá 259.000 đồng. 259.000 đồng đầm em đang mặc trên người có túi luôn. Chất này mình mặc êm mềm và thoải mái nha cả nhà. Rồi em sale luôn cho mình ngày hôm nay 259.000 đồng. 259.000 đồng mã này là DA1289. Rồi chị nào mình lấy đặt liền dùm em ạ. 1289 và kèm cho em xin hỏi nha. Ý, em mới phát hiện em có cái mẫu đồ bộ này nè, có đủ size. Rồi, đợi em một chút xíu nha.
Chờ em một xíu nha, em có cái mẫu đồ bộ này nè. Mẫu tiếp theo của em là 1217 nha. Mẫu tiếp theo là DA1217 nha. DA1217 mẫu em đang mặc trên người. Rồi, đồ bộ cực kỳ đẹp luôn. Các chị ơi, nhanh tay nha, chuẩn bị sẵn số điện thoại săn sale liền. Mẫu này giá hôm nay em sale rất là rẻ, cái này em xả kho. Đẹp lắm. Mẫu này em còn 5 cái size M, em còn 6 cái size L, một cái size XL và một cái size 2X cuối cùng nha. Bây giờ chị nào săn đồ bộ chuẩn bị sẵn số điện thoại liền đi, nhất là chị nào mà size XL 2X nha. Mỗi size còn đúng một bộ cuối cùng. Mỗi size còn đúng một bộ cuối cùng thôi, còn lại là em còn còn size M, size L nha. Bình thường các chị mua bộ này giá là 259k, nay em sale xả luôn, chỉ cần lấy được chia sẻ mà thôi, không lấy lời sản phẩm. 129.000 đồng. 129.000 đồng thôi. Rồi các chị ghi mã nè. 1217 nha các chị. 1217 và kèm cho em số điện thoại liền luôn. Em sale cho mình chỉ có giá 129k thôi. 1217 và kèm số điện thoại cho em liền nha. Rồi đẹp quá em là cảm ơn chị Hoa Nguyễn. Vừa đẹp mà vừa rẻ luôn các chị ơi. Chỉ có giá 129k mẫu này, mã là 1217 nha. Em còn 5 size M nè, em còn 6 cái size L nè, em còn 1 XL và một cái 2X cuối cùng mà thôi nha. Đó, các chị ngắm giùm em bộ này đi. Rẻ quá chừng. Trời ơi, 129k chốt lẻ chứ còn phân vân làm gì. Bây giờ phân vân người khác đặt hết trơn của mình mất tiêu rồi. Đó, cái này nè, đó có co giãn cái bàn eo của nó nè. Cái bàn eo của nó tầm 3 bước xăng các chị. Bộ cô mua bộ này 259k mặc thích lắm. Đó, cả nhà thấy chưa? Em nói đâu có sai đâu nè. Cả nhà thấy cô Thanh Toàn comment chưa? Cả nhà mình đọc được comment của cô Thanh Toàn chưa? Vậy mà em sale 129k ngày hôm nay nha. Chị nào hôm nay không đặt nha, em không biết đâu, hôm sau em không sale nữa đâu nha. Giá này chỉ có hiệu lực ở trên live này thôi. Và đặc biệt kèm thêm cho em lượt chia sẻ nha. Kèm thêm cho em lượt chia sẻ mới chốt được nha. Đó, quá rẻ luôn các chị, 129k bộ này. 129k bộ này. Rồi bây giờ chị Tuyền Mai ơi, chưa chia sẻ không chốt được đâu. Giá này em lỗ vốn rồi. Bình thường em bán 259k em mới có lời, chứ bây giờ 129k em không có lời. Em chỉ lỡ lượt chia sẻ mà thôi. Chia sẻ dùm em nha cả nhà ơi. Hiện tại bây giờ mẫu này nha, em còn 5 cái size M, 6 size L, 1 XL, 1 2X nha. Chị nào chia sẻ em chốt nè, 129k quá rẻ vậy này nha. Mặc rất là mát luôn, chất vải của nó là chất tôn thái, không nhăn nhậu nha. Hoàn toàn là 100%, các chị yên tâm cho em là không nhăn nhậu. Thứ hai, cái chất này các chị mặc rất là mát mẻ dễ chịu luôn nha. Rồi đó, có cái vải này thì có phần eo là nó có thun, có lưng thun cho mình nên là nó co giãn phần eo nên là mình mặc rất là dễ chịu nha. Cô cũng đang mặc bộ này thì rồi, trùng hợp quá nè. Đó, cảm ơn cô Thanh Tàn đã review cho mọi người dùm con ạ. Đó, cả nhà yên tâm đi, có khách bên em nhận được hàng rồi nên là chị nào mà bây giờ nhiều khi mình nghe cái giá rẻ quá mình cũng xin nghiêm một chỗ, sao mà rẻ dữ vậy, không biết là nhận được hàng vải nó có đẹp hay không, hay là về nhà nhận được hàng sốt quắc sugar luôn đúng không. Yên tâm cho em, khách em nhận được hàng là khen đẹp rồi đó nha cả nhà. Mà khách mua 259k nhà mình mua, bây giờ mọi người mua có 129 mà mình không mua nữa là em thua luôn á. Chia sẻ dùm em nha, 129k mẫu này, mã này là 1217 nha, cam kết luôn nhận được hàng là bao đẹp luôn, vải xịn luôn nha. Rồi 129k mẫu này, mã sản phẩm là 1217 dùm em. 1217 dùm em nha cả nhà ơi, quá rẻ luôn, 129k. Bây giờ khoan, hình như để em xem em còn hai bộ nữa nha. Em còn hai cái bộ nữa, nó cũng giống giống tương tự như thế này nè. 215 1216. Rồi em có thêm một màu nữa cho nhà mình xem nha. Các chị ơi tranh thủ nha, đồ bộ em may rất là ít luôn. Đồ bộ em may rất là ít luôn nên là bây giờ còn nhiêu là bán bấy nhiêu thôi nha. Chị nào thích thì mình chốt đơn liền giùm em luôn nha cả nhà. Rồi em sẽ lên cho mình mẫu tiếp theo là 1215. Cái form nó cũng thiết kế tương tự như 1217 vậy đó nha cả nhà. Rồi nó có cái màu sắc họa tiết khác thôi. Rồi đây là
DA12. DA1215 nha cả nhà. Bộ ngắn là chị bộ bộ lực đúng không chị? Bộ lực là 1239 chị. Thôi mình chốt luôn cái này đi chị. Đó, 1239 nè. Em còn cho mình đó là size đủ size luôn 79k. Ai chia sẻ đặt hàng cũng có hết. 79k bộ này, 1239 chị nha. Rồi bây giờ nè, mẫu này của em là 1215. 1215 hiện tại em còn 3 size cuối cùng. Đó là 2 size M, 2 size L, 3 size 3 bộ size 2X. Size M, size L, size 2X. Rồi chốt lẹ luôn nha các chị, 129k bộ này. Form kiểu dáng giống như cái mẫu 1217 vậy đó. Em sẽ nhanh luôn 129k. 129k bộ này nha cả nhà ơi. Nó có co giãn cho các chị nha. Vẫn là bạn Lương Thu tầm 3 bước xăng gì đó. Và có túi cho mình ha. Chất xúc thái thì mềm êm mát và không có nhăn nhầu. Rồi ngoài ra bật mí thêm nhà mình là hai màu nha cả nhà. Đây hai màu luôn. Cái mẫu này là 1216 nè. Chị đầm đầm gì chị ơi? Chị Hoa Nguyễn ơi đầm gì? Em tìm đầm. Đầm gì em đọc không hiểu nè. Ok cô Thanh Toàn 1215 cho cô luôn. Hên quá hôm nay à. Size 1215 này nó có 2X cho cả nhà nè. Còn bây giờ 1216 là nền màu đen. Thì hiện tại em sẽ còn cho mình đó là size M và size L thôi. 1216 nha em còn size M và size L. 1216 là size M, size L. Với lại còn 1215 này là màu xanh. Xanh này là còn cho mình size M, size L và 2X. Đó, hai màu. Bộ ngắn là 1239 chị Tuyền Mai ơi. Bộ ngắn là 1239 nha. Có 79k riêng cái mẫu này là nhớ là phải chia sẻ dùm em nha. Nhớ chia sẻ dùm em nha, cái này em lỗ lắm luôn á. 79k em sale là để lấy được tương tác thôi. Ba lần chia sẻ dùm em chốt nha. Mẫu này là 1239 79k. 1239 79k. Bộ ngắn mã là 1239 nha cả nhà. 1239. Em nói thiệt luôn các chị cứ mua thử đi. Khách bên em đa số là mua bộ này về rồi là toàn mua thêm không á. Chất mát lạnh luôn. Trời ơi mát rượi rượi luôn mà mặt vải rất là mịn và êm nha. Có 79k là em lấy được chia sẻ đó. 1239 là mẫu này nè. Rồi còn đây nha. 1216 là màu đen nè. 1216 là màu đen còn 1215 là màu xanh. 1215 là màu xanh. Hai mẫu này xả kho 129k luôn nha. 129k luôn chị nào mình lấy đặt liền giùm em ngay bây giờ em chốt đơn. Nhanh tay nha cả nhà ơi. 1216 đen, 1215 là màu xanh, 129k. 129k bộ này thôi nha các chị, rất là rẻ luôn nè. Ai lấy mình lên đơn liền giùm em. Có túi luôn nha các chị, với lại vải này nó cũng có co giãn nên là khi các chị đứng lên ngồi xuống nó cũng thoải mái. Rồi bây giờ tiếp tục nha, em sẽ lên thêm cho mình đồ bộ nữa nè. Lỡ rồi em sẽ lên đồ bộ luôn. Cho nó hết luôn, cho nó hết mẫu luôn cho chẳng tình chẳng nghĩa đi ha. Bây giờ em còn ha, còn bộ này nữa nè, mặc lên luôn. Lên thêm cho mình một cái mẫu đồ bộ nữa đây, màu vàng. Mã sản phẩm này là 1260. Đây cả nhà ơi, 1260 nha. Dạ 1185 là 99k chị Lê Anh. Ôi bây giờ chị thấy hả mẫu đó hả? Em không biết còn không nha. Nếu còn thì mấy bạn sẽ chốt 1239 1217 ok chị Trúc Huỳnh. Và bây giờ là 1260 nha cả nhà ơi. Đấy màu vàng nè. Còn nữa, còn một màu nữa để em lên luôn cha. Đây màu đen. Màu đen nữa cả nhà ơi. Hôm trước cô mua màu xanh không còn hay ít nay có, cô mua mặc vì thích chất vải mát không nhanh. Con cảm ơn cô Thanh Tàn nhiều. Cảm ơn cô đã ủng hộ shop rất là nhiệt tình luôn. Ôi em cảm thấy rất là may mắn luôn, các chị có rất là nhiều chị khách và cô khách rất là dễ thương cũng như là ủng hộ shop nhiệt tình và cũng có review cho khách thường xuyên luôn. Rồi bây giờ các chị ơi, mẫu này nha, bữa trước cả nhà hết size M, size L, hôm nay hiện tại em còn hai cái size M, một cái size L, với lại còn lại là em còn tập trung là ở XL, 2X tầm hai mấy cái nữa nha. Cái này em xả 129k nè. 1259 là màu đen, nền của nó màu đen nên em gọi là màu đen luôn nha. Còn 1260 nền của nó màu vàng nên em gọi nó là màu vàng luôn đi. Rồi, còn cái họa tiết này là họa tiết hoa cúc họa mi nha cả nhà. Vẫn là lưng thun nha các chị, vẫn là lưng thun nè.
Đó, bạn Lương Thương trồng 3 bước xanh, cô có túi cho mình nữa. Và chất này là chất mango. Chất mango là không có nhăn nhầu đâu nha cả nhà. Không nhăn nhầu, mềm êm và mặc mát cho mình luôn. Rồi, mẫu 1259 màu đen và 1260 màu vàng. Hai mẫu này là hôm nay là em sale luôn đồng giá 129 luôn cho nhà mình. 129k cho nhà mình nha các chị nào mình lấy đặt liền giùm em. 1259 màu đen, 1260 màu vàng cho em nha cả nhà. Rồi. Ok chị chúc mừng nha. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn liền giùm em luôn ha. DA1259 là nền màu đen, 1260 là nền màu vàng. Và giá ngày hôm nay em sẽ sale cho nhà mình luôn chỉ có là 129.000 đồng. 129.000 đồng thôi nha các chị. Rồi chị nào mình lấy mình lên đơn hàng liền nào. Quần dài nè ha, tới hình phần cổ chân của mình luôn. Form quần dài nhưng mà vẫn là vừa phải chứ không phải quá dài, nên là khi các chị đi lại các chị thoải mái dễ chịu cho em luôn nha. Rồi dạ 70kg thì 1239 không vừa rồi chị ơi, tiếc quá. 1215 ok chị. Chị Marona nè. Rồi lên đầm hả chị? Ok chị. Em mặc đồ bộ này là bộ cuối đồ bộ rồi đó, còn lại là em sẽ lên đầm nha. Em lên hết các mẫu đồ bộ rồi. Lên hết các mẫu đồ bộ rồi. Rồi các chị ơi mình ưng mẫu này các chị lên đơn cho em nha. Rồi 1260 cô cũng mua mặc chất liệu vải mango mát, cô thích mặc thoải mái. Cảm ơn cô Thanh Tần nhiều lắm luôn. Đó, nếu mà cả nhà chưa ai mua mẫu này thì các chị khuyên chân thành các chị nên mua liền, tại vì đang sale rẻ có 129k một bộ thôi. Có 129k một bộ thôi. Màu đen là 1259 và màu vàng là 1260. Ok chị Phan Quyến 1260, nhớ kèm thêm cho em số điện thoại luôn chị Phan Quyến nha. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đầm đi nha. Đầm. Bây giờ đầm sẽ mặc đầm gì đây ta? Rồi em sẽ là, các chị ơi hôm nay lên kho em thấy cái 1288 này còn hàng nè. Vừa rồi rất nhiều chị hỏi em đặt mà hết. Hôm nay các chị chốt lại nha. Siêu phẩm này cả nhà. Cái này là chốt liền luôn nha các chị, đẹp lắm luôn. Rồi bây giờ nè. 1215 hả chị? 1215. Chết rồi em, đây nè. Chờ một xíu nha. Em chưa có treo nó lên nữa, em nãy giờ em mặc vội vội vàng vàng chưa có treo lên. Đây. 1215 đây chị nha. Màu xanh này chị. 1215 là màu xanh, có thể mình kêu mấy bạn gửi hình cho mình xem cũng được. Mình kêu mấy bạn gửi hình cho mình xem cũng được chị. Cái này có 129k thôi. Đây mẫu này là 1215 chị nha. 1215 129, nền của nó sẽ là nền màu xanh. Nền nó là nền màu xanh. Rồi. Bây giờ nha các chị ơi, 1288. Đẹp chưa? Siêu phẩm luôn. Rồi. Cái phần hạ eo sẽ chính vào ngay cái chỗ nhỏ nhất của mình nha. 1259 eo 86 hả chị? Eo 86 em sợ mà không vừa quá chị ơi. Em sợ là không vừa ấy. Eo nếu mà đồ bộ thì tầm khoảng eo 84 trở xuống là ok. Rồi bây giờ các chị ơi mẫu này của em nhá. 1288. Đặc biệt các chị nhìn kỹ giùm em cái chất nè. Kim sa, mà kim sa là được may trên nền vải, mà thậm chí là cái đường may của nó cũng siêu đẹp luôn. Cái đường may này các nhà nhìn kỹ giùm em. Ồ mà mờ quá cả nhà không nhìn rõ nè. Để em phóng to lại coi. Em phóng to lên coi. Đó, cả nhà nhìn kỹ giùm em kim sa nè. Hàng này hàng cao cấp luôn. Hàng này em nhập về giá thành cực kỳ chát nha. Nhưng mà phải nói rất là xứng đáng. Rất xứng đáng để các chị mình có thể sở hữu ngay cái siêu phẩm này. DA1288. Đảm bảo mặc cái đầm này đi tiệc rồi nha. Bước vô bữa tiệc một cái thôi là ai cũng phải ngoái lại nhìn mình. Ai phải ngoái lại nhìn mình. Nhìn hoài luôn. Nhìn là nhìn bước nhìn hoài luôn. Không có rời mắt luôn. Siêu phẩm các chị ơi, đẹp chưa? Mà nó sang. Lên form đảm bảo chuẩn form. Mà form bị yên tâm bên em đi. Mày thứ nhất là chuẩn form. Thứ hai là bên em chọn cái form đầm nó dễ mặc cho nhà mình. Bất cứ ai mặc cũng đều đẹp hết. Nha cả nhà. Mẫu này của em nha, chốt chỉ có 359.000 đồng thôi. 1288 không có nhiều các chị. Em là hiện tại vừa rồi ấy, thấy mẫu này chạy hàng quá mà tính nhập thêm vải về may mà không còn vải luôn. Không còn vải nào, không còn vải mẫu này để may. Là bây giờ các chị tranh thủ luôn. Hiện tại còn sót kho lại một cái size M, 5 cái size L, 9 XL và 6 size 2X thôi. DA1288 chốt đôi liền kẹo hết nha cả nhà. 1288 nha. Các chị đừng quên có túi luôn, hai lớp luôn. Đẹp chưa? Có 359k tội gì không xanh.
359k mẫu này thôi, DA1288 kèm sinh học, siêu phẩm luôn. 359.000 đồng. Khuyên chân thành các chị lên chốt đơn liền mẫu này nha cả nhà. Rồi chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt liền giùm em. DA1288 và kèm trang sinh hoặc em chuyển hàng chuyển sai nha. Rồi giá em chốt cho mình luôn nha, chỉ có 359.000 đồng mẫu này. Nhanh tay luôn cả nhà ơi, hai lớp cho các chị mình luôn, quá đẹp luôn nha cả nhà. Chị nào mình thích mẫu này lên đơn liền giùm em. DA1288, trời ơi, em mê mẫu này ghê luôn các chị. Mê mẫu này ghê luôn, cái form thì lên rất là chuẩn form, nó sang quá chừng luôn. Mẫu này là trẻ tuổi cũng mặc được, trung tuổi mình mặc càng đẹp và càng sang hơn nữa luôn nha. Mẫu này em chốt chỉ có 359.000 đồng thôi. Đây, phía đằng sau là dây khóa kéo, đem cho mình xem. Phía đằng sau còn đặc biệt là sẽ khoét cổ vuông nha. Đó, các chị nhìn giùm em nè, phía đằng sau khoét cái cổ vuông cho cả nhà nè. Dây khóa kéo bên em may đằng sau nhé. Đó, chuẩn chưa? Mà các chị để đi ở cái phần eo này là bên em hạ eo chính xác rồi. Cứ giống từ cái phần cùi chỏ này nè, từ cái cùi chỏ này nè, mình giống qua chính là cái eo của mình đó, mình đo chính xác giùm em. Rồi nha, bây giờ các chị nhìn giùm em, khi mà đã hạ eo chính xác rồi là các chị mặc lên form thì cái dáng của mình, những cái eo mình rất là nhỏ. Tại vì em mặc rộng á các chị, chứ các chị mặc vừa form là đẹp hơn em rất là nhiều á, em là phải kịp lại. Nè các chị thấy chưa? Đồng thời là gì các chị? Mình nhìn thấy không? Nó có đường cong ở đây, và khi các chị mặc đồng thời là giúp cho mình vòng ba mình thì nó to hơn nhiều chứ. Nhìn cái vòng ba mình to mà có vòng ba hẳn luôn. Đó cả nhà ha. Chứ nhiều khi là bên em là may được đúng chỗ rồi, chứ không phải là eo là bên em may thấp xuống như vậy đâu. May là đúng eo luôn, các chị cứ đo chính xác eo giùm em nha. Tại nhiều khi em báo là các chị đo vòng eo mà các chị hay đo vòng bụng lắm, nên các chị mình cứ giống từ cái phần cùi chỏ này nè, giống qua đây chính là cái eo đó mình đo giùm em nha. Rồi DA1288 chỉ có 359k. Siêu phẩm này em nói thiệt rất xứng đáng, cực kỳ xứng đáng để các chị mình sắm về. Mình sắm em nó về tủ đồ của mình, bỏ lỡ là cực kỳ tiếc. Mẫu này là không thể bỏ qua. Cái mẫu này không thể nào bỏ qua được cả nhà ơi, chỉ có 359k thôi. Bình thường là bán là 499.000 đồng, nhưng riêng hôm nay em sale là ưu đãi là 359.000 đồng. Rồi bây giờ chị nào lấy đặt liền giùm em, hiện tại em còn rất ít nha. 1288 kèm số điện thoại liền giùm em, kẹo hết hàng. 1288 kèm số điện thoại liền giùm em đi cả nhà ơi. Còn có một cái size M, 5 cái size L, 9XL và 6 size 2X thôi. Ai nhanh thì có hàng, ai chậm mất hàng ngay luôn đó các chị. 359k, xịn sò. Một cái mẫu đầm mà mình mặc đi tiệc. Bình thường các chị mua đi, trên thị trường bây giờ một cái đầm đi tiệc các chị mua rẻ thì cũng phải 500 mấy, không thì bình thường các chị mua cũng phải là 600-700 một cái đầm. Mà chạm đến đầm mà đầm kim size thì thôi rồi, đầm kim size chắc chắn nhiều khi là 800-900 ngàn, đúng không? Mà bây giờ các chị săn liền shop em đi, có 359 thôi là giá đang được sale rồi, còn giá bình thường bán là 499k đó. Các chị tranh thủ lên đơn liền giùm em ngay bây giờ nha cả nhà. DA1288 kèm số điện thoại, gần hết hàng rồi, em cháy hàng rồi, không còn vải để may, còn là chắc chắn may thêm. Nhưng mà tiếp có không còn vải để may, có túi, có hai lớp. Có túi và có hai lớp nha. Đây nè, lớp lót này cả nhà. Đó, 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này tranh thủ lên đơn liền cho em 1288 nha. 1288 và kèm số điện thoại em chuyển hàng chị sai nha. À, dạ bên em may là thường bên em sẽ may 4 size chị Minh Ngọc, và coi như là đủ size rồi, size M, size L, XL với 2X luôn chị, chứ em không có may một size. Nếu như chị nào mà vượt qua cái size đó thì em không có thôi. Ví dụ như chị nào mặc size S nè, hoặc là chị nào bình thường 70 kg thì cũng có, nhưng mà tùy đầm nha, 70 kg thì tùy đầm. Như ví dụ hoặc 80 kg thì em không có. Thường được chứ em cũng có may những cái size lớn đó, nhưng mà rất ít khách mặc. Thứ nhất là size, đa số là chỉ tầm là 2X trở xuống thôi, tại vì bên em cũng bán là cũng 5-6 năm trở nên rồi. Thì á, theo kinh nghiệm á, thì thường là 3-4 cái size này là khách đặt, khách mua nhiều nhất, khách mặc nhiều nhất không ạ. Size M em cũng giảm số lượng lại. Size M, size L ít khách mặc nha. Size M nên là size M, size L em cũng giảm số lượng lại, tập trung vào XL 2X thôi. Còn 3X nha, 3X là ít người mặc lắm. Cũng có chứ phải không, nhưng mà ít nên là bên em sẽ không có may. Em sẽ không may.
tập trung lại những cái size này thôi. Em cả nhà thông cảm nha, nếu mà em không có size của mình. Nếu mà chị nào tầm 70-70 tầm 70kg có thể chọn những cái mẫu mà phần eo nó co giãn nhiều đó các chị. Những cái mẫu co giãn nhiều hoặc là phần eo có bo chun á cả nhà thì mình sẽ vừa nha cả nhà. Còn bình thường á, tầm trung bình là những cái mẫu đồng như form dạng như vậy là tầm 65kg trở xuống. Rồi, mẫu tiếp theo của em nhé, DA1249. Dạ, 62kg mình có thể mặc size 2X chị nha. Rồi, bây giờ mẫu này của em nè, mẫu 1249. Mẫu 249 này em sẽ có cho mình là 4 size. 1249 này em sẽ có cho mình là 4 size nha, ML, XL và 2X cho các chị mình luôn. ML, XL và 2X cho cả nhà mình luôn. Dạ, 45kg cũng có thể là mình mặc vừa size M đó chị Thúy Lý ơi. Mình cho em thêm cái số đo vòng eo với lại chiều cao nữa nha, bên em sẽ tư vấn kỹ cho các chị mình luôn. DA1249 ngày hôm nay các chị đừng bỏ lỡ mẫu này nha. Tại vì ngày hôm nay mẫu này được sale cực kỳ rẻ luôn đó. Nếu như mà bình thường mọi người mua mẫu này là 299k đúng không ạ? Thì trong line này, riêng trong line này em chốt luôn là 179.000 đồng. Riêng trên line này thôi 179.000 đồng thôi. Thật sự nếu mà các chị nhận được hàng về, các chị sờ lên mặt vải thôi đủ mê rồi. Vải xịn sò luôn, lụa mango cả nhà. Mềm, mịn, êm, mát và không bị nhăn nhò nha. Đây cái chất nè, các chị nhìn cho em coi. Có co giãn luôn, có co giãn luôn, êm lắm. Sờ lên mặt vải mịn như da em bé luôn. Mà nó mát, dễ chịu cho mình. Có túi hai bên nè. Form rất là chuẩn nha, bạn eo nè cả nhà ơi. Lên form chuẩn form và đặc biệt nha. Cái phần cổ nè các chị, nhất là cái phần cổ này nha. Bên em may nha, phía đằng sau bên em sẽ may là cổ là xích ly. Từ đây sẽ là đắp chéo qua, đắp chéo qua, ôm vô vòng một, ôm vô vòng cổ của mình như thế này. Các chị mặc lên form là chuẩn form đẹp chưa? Đó, tay thì bên em may tay lỡ cho cả nhà nha. Tay lỡ nè, cử động thoải mái, không bị chặt nha. DA1249 nền Sanavi họa tiết hoa cúc to to cho cả nhà mình đây. Quá đẹp luôn, chỉ có 179k, 179k mẫu này thôi. DA1249 kèm điện thoại nha. Bật mí cho nhà mình luôn. Mẫu này em có hai màu, khỏi mặt nha các chị. Form y chang nhau, khỏi mặt nha. Đây, 1221. Màu đen là 1221 nha. Màu xanh là 1249. À, có một điều em muốn nói nữa, đó là các chị ơi, đây là cổ đắp chéo. Nên nhiều khi á, mà các chị nhận được hàng mà lúc mà gấp á, cái cổ nó hơi bị rộng ra như vậy nè. Cái cổ hơi bị rộng ra lúc mà mấy bạn xếp hàng á, lúc mà sự xếp hàng nhiều khi nó hay bị rộng ra vậy đó. Thì không phải là cái cổ nó quá rộng mình mặc nó hở đâu. Các chị mặc lên là ôm form như vậy nè. Nó ôm form như vậy nè. Nên mình yên tâm cho em không rộng đâu nha cả nhà. Hoặc là cầm như vậy nhiều khi các chị sợ cứ rộng như hoàn toàn không đâu. Mặc lên form nó kín đáo cực kỳ. Kín đáo cực kỳ cho mình luôn. Đi làm mà mặc cũng được luôn á. Đi tiệc, đi chơi đã ok hết. Đi du lịch ok hết cho em nha. Vải này mặc mát và không nhanh nhọc. 1249 là nền xanh và 1221 là nền màu đen. Nha các chị. Nên em đọc là màu xanh với màu đen đi nha. 1211 màu đen, 1249 là màu xanh. Hai mẫu này sale đồng giá luôn. Bình thường mình mua 299k thì ngày hôm nay em chốt luôn cho các chị mình với giá chỉ có là 179.000 đồng. 179.000 đồng thôi cả nhà ơi. Chị nào mình lấy lên đơn thì giùm em nè. 1221 màu đen và 1249 là màu xanh. 179k mẫu đầm này nha. Trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là vừa. Dây khóa kéo đằng sau, form chuẩn vô cùng nè các chị ơi, đẹp chưa? Đó, các chị thấy không? Hà eo các chị nè, hà eo rơ đúng phần nhỏ nhất của mình. Nên là các chị đo chính xác eo giùm em, cứ giống từ cái phần khuỷu tay nè, giống ngang qua, đây chính là cái eo đó. Các chị mình đo giùm em để bên em chọn size cho đúng luôn nha. 1249 màu xanh, 1221 màu đen, hai màu để mình lựa chọn luôn. Có túi luôn nha, vải lụa mango mềm êm mát không nhăn nhầu. Giá em chốt cho mình ngày hôm nay chỉ có là 179.000 đồng, quá rẻ luôn. Bình thường mua sẽ là 299, riêng trên line này sale 179k. Chị nào mình lấy mẫu này, các chị mình đặt liền giùm em ngay bây giờ luôn nha. Để em chốt đơn hàng cho các chị mình luôn. 1249 và kèm trang sinh hoạt đẹp quá chừng. Form lên rất chuẩn form. Form dáng rất đẹp và dễ mặc nha cả nhà. Dễ mặc cho mình nè, có túi luôn nè.
Ở đây em cao 1m62, form này là che bắp chân luôn, xuất sắc chưa? 1249 nha, là màu xanh, 1221 là màu đen, hai màu lựa chọn. Nói chung kiểu dáng là y chang nhau, màu sắc thì khác nhau ở cái phần nền màu thôi, là nền màu đen với nền màu xanh thôi. Đó, chị là thích màu nào thì lấy màu đó thôi nha cả nhà. Và giá thì quá rẻ, thực sự chưa bao giờ mà giá sốc như ngày hôm nay hết trơn. Một cái đầm em bán 299k rất là chạy mà bây giờ em sale luôn còn có 179 nè. Chia sẻ nha cả nhà, hôm nay chủ yếu em sale là lấy tương tác thôi, lấy lượt chia sẻ. Chị nào mình thích mẫu này đặt hàng liền dùm em nha. 179k thôi nha cả nhà ơi. Nhân tay mình lên đơn hàng liền dùm em luôn nha. Xuất sắc chưa? 1221 là nền màu đen và 1249 là nền màu xanh, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng sang. Và em cam kết 100% hàng đến tay các chị là hàng chất lượng vải đẹp cho mình luôn nha. Ok chị Lê Anh, tí nữa em lên mẫu đó nha. Ok chị Liên Thanh Nguyễn nha, em chốt nha. Các chị cứ lên đơn đi, các chị cứ lên đơn em chốt sale cho mình luôn. Quá rẻ 179k, bỏ lỡ là quá uổng luôn đó các chị. Màu đen là 1221, màu xanh là 1249 nha cả nhà. Hai màu màu nào cũng đẹp hết và vải cam kết 100%. Hàng xịn, hàng đã qua tuyển chọn, vải này là em nhập trực tiếp từ hàng công ty về đây. Về đây may lên thành phẩm và vừa bán tại Việt Nam cũng như vừa xuất khẩu nha các chị. Ai mua hàng shop em nhiều là mình biết về chất lượng rồi. Chị nào chưa mua thì các chị nên trải nghiệm nha. Chứ cái vải này là khách mua rồi, khách tàn kêu shop may thêm không đó cả nhà. Rồi nhanh tay nha, 179k thôi nha các chị. Bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một mẫu khác nha. Có chị kêu lên 1202 nha. Bây giờ sẽ mặc luôn 1202 cho cả nhà xem nè. 1202 em sẽ có cho mình là, không biết là còn đủ size hay không nữa đây, hay để em mặc luôn nha. Dán sale luôn. Trước tiên là thông báo trước là mẫu này sẽ được sale giá rẻ nha cả nhà. Em sẽ giảm 100.000 cho các chị. Em sẽ bớt cho các chị 100.000 luôn so với giá bình thường mọi người mua. Ok chị Đài và ấm chốt nha. Rồi bây giờ nè, mẫu này của em là 1202. Nếu như bình thường mọi người đã mua mẫu này rồi, các chị mua là 299k đúng không ạ? Thì riêng cái 1202 ngày hôm nay em sale luôn 199. Nhưng mà bây giờ em còn 5 cái size M, 2 cái size L, 5 cái XL và 4 cái size 2X thôi. Nên là ai nhanh thì còn, ai chậm mất hàng. Giá em chốt cho mình ngày hôm nay 199.000 đồng. 199.000 đồng mẫu này nha các chị ơi. Mã sản phẩm là 1202, đẹp chuẩn form vô cùng. Đẹp chuẩn form vô cùng và có túi nữa nè. Chất xúc thái này không có nhăn đâu, hoàn toàn không nhăn cả nhà, cứ yên tâm cho em. Những cái đầm bên em đa số bên em lựa cho mình là không có nhăn. Các chị giặt xong, các chị phơi ra, tự động cái vải nó phẳng ra, mang vô mặt thôi, có cần phải ủi đâu. Khỏe lắm các chị ơi. Rồi đầm là lên form chuẩn form cho mình rồi nha các chị. Che mang một lớp, dưới mang hai lớp và có túi hai bên. Mã này của em là 1202, đủ size sale giá chỉ có 199k nha. 199k mẫu đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1202. Rồi ai lấy mẫu này các chị mình tranh thủ lên đơn để giùm em nha. 1202 và kèm trên điện thoại luôn. 1202 và kèm trên điện thoại, chốt sale liền trên online cho nhà mình. 199 à, có 199k thôi mà tụi chi không đặt cái chị. Rất là rẻ luôn. Em có cái kiểu giống vầy nữa nè, màu khác nè. Để em dơ cho cả nhà xem luôn nha, em phải mặc nha. Hai để em kiếm để nó đâu mất tiêu rồi. Đây nè. Đây nè cái chị. Đây. Còn một màu nữa. Màu này là nền nó màu xanh. Đó, ở trên một lớp nha. Nhưng mà ở dưới sẽ là hai lớp nha các chị. Đó, chỉ có hai lớp nè. Đây là 1201. 1201 thì còn gì nhỉ? Ui, ủa, phải không? 1201 sao còn có 3 cái 2X như thế này. Các chị ơi, 1201 còn 3 cái 2X à? Hết hàng rồi. Các chị nào vừa 2X không mình đặt, em cũng ngờ nó hết nhanh vậy luôn á chị. Chắc do sale rẻ quá giờ nó cháy hàng luôn rồi. 199k mẫu này. Em còn 3 cái nha, em còn 3 cái 2X. Mã này là 1201 màu xanh. 1201 màu xanh, sale giá là màu xanh navy á chị ơi, màu xanh navy sale giá 199. 1201 xanh navy. 1201 xanh navy sale giá là 199k. 1202 đủ size này các chị. Không thì mình lấy 1202 này đi, đủ size. Đủ size. Rồi, thêm nữa. Hai cái size M, mã 1203. 1203 đủ size. Nhầm, 1203 còn hai size M. Hai cái size M nha cả nhà.
199k, mã này là 1203. Kiểu dáng y chang vậy đó. Chị nào xem M thì mình đặt luôn, còn đúng hai cái. Còn đúng hai cái sao 199 nha. Trên lớp mà dưới hai lớp có túi form y chang mẫu này. 1203 màu xanh gọi là màu xanh gì ta? Đó, 1203 mẫu đó đó cả nhà. Rồi bây giờ mẫu này của em là chim hạc, mẫu họa tiết chim hạc, mã sản phẩm 1202 này, may mắn mẫu này đủ size. Sale là 199 nha. 1202 đủ size, sale giá 199k, chị nào mình lấy đặt liền luôn. 199k thôi cả nhà. Rồi. Chị nào mình lấy mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn nha. Để em chốt sale luôn cho các chị mình đây nè. Mã này của em là DA1202. 1202 sale chỉ có giá 199. Mẫu này đủ size không? Các chị mình đặt nhanh mẫu này kẹo hết luôn nha. Nó cũng còn mấy cái thôi. Ok chị Quý Lê nè, em một chốt 1202 cho chị luôn nè, 199k nha. 199k. Coi đầm hoa dài phía sau. Đang phải là đầm đó chị, cái này là zoom hết. Zoom thì nãy em like rồi. 99k một cái zoom thôi. Chia sẻ là được chốt nha chị nha. Cái này là 1280 sọc. 1280 sọc. 1281 thổ cẩm. 1282 là hoa. 1282 là hoa. Ba mẫu zoom này hoàn toàn sao sốc luôn, có 99k mà thôi. Thì em lấy lượt chia sẻ nha, chị nào có chia sẻ chốt. Cái này là 1280 nè. Cái này là 1281 nè. Cái này là 1282 nè. 99k một cái thôi, một cái mẫu zoom thôi, rẻ lắm. Rẻ lắm lắm luôn. Rồi chị nào mình ưng đặt cho em nhé. Dạ 1203 hết size L rồi chị. Chỉ còn cái này là có đủ size thôi, 1202 thôi. Chị lấy size L đi chị. À, chị lấy 1202 đi chị. Đẹp lắm, bình thường mình mua đàn là 299 không. Này em xả hàng luôn rồi. Em sale rẻ luôn rồi. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một mẫu khác nha. Em sẽ qua thêm cho mình một mẫu khác nha các chị. Rồi, bây giờ em sẽ xem kẽ một mẫu đầm đuôi cá mới của bên em luôn. Lên luôn đầm mới nha. Đuôi cá đẹp lắm. Đuôi cá gạch xéo kìa, xinh lắm luôn. Đây 1269. Đợi em chút nha. Đây cả nhà ơi, 1269, trời cái màu xinh quá. 1269 nha. Rồi có cho mình đủ size luôn. Đủ size MLXL 2X luôn. Đẹp chưa nè. Đẹp chưa nè cả nhà ơi. Ưng mẫu này các chị đặt liền dùm em nha. Rồi, sale luôn cho mình. DA1269 ngày hôm nay sale cho mình chỉ có 299 thôi. Form đẹp quá. Đuôi cá, đặc biệt là vạt xéo. Vạt xéo này rất là hay nha. Không chỉ là tạo điểm nhấn đâu, không chỉ là cái chị bước đi tạo cho nét duyên dáng cho cái đầm đâu, mà mình đi nó thoải mái. Nhiều khi có những cái mẫu khác đuôi cá rất là xinh nhưng mà nó bị bó lại thì các chị sẽ đi xíu thôi, không được bước to. Cái này là tự tin bước to luôn nha cả nhà, chạy nhảy thoải mái luôn. Cái này thoải mái cực kỳ. Đây là vạt xéo này cả nhà, xinh ha. Mẫu này em sale luôn nha, chỉ có 299, mã này là 1269. DA1269 và kèm cho em số điện thoại liền nha các chị. Cả nhà thấy chưa? Bên em may form chuẩn chưa? Các chị cứ giống cho em từ cái phần của chỏ này nè, ngay cái khuỷu tay này nè, đòn ngang qua cho em, chính là cái bên em may chiếc eo luôn đó. Chính cái chỗ eo nhỏ nhất của mình luôn. Mình đo dùm em đi nha, để bên em chọn size chính xác cho mình. Rồi, phía trước này nha, có đính nước ngọc trai cho mình nè. Màu đẹp quá ha. Cái mẫu này là phải lụa mango. Lụa mango nó cũng sẽ là có co giãn cho mình, nên là mình mặc dễ chịu nha. Mã này là 1269. 1269 chốt ngay trên like, giá là 299.000 đồng mẫu này nha. Ai lấy mẫu này các chị đặt liền dùm em. Bật mí cho nhà mình còn một màu nữa nha. Có hai màu luôn các chị, mẫu này 1270. Tính ra cái đầm này em chưa có ủi luôn nè. Mà các chị thấy cái chất không? Không có nhăn nhầu cho các chị mình luôn. Chưa có ủi 100%, em chưa có ủi đầm này đâu đó. Đó mà các chị thấy không? Vậy em cam kết mà mặc êm mềm mát và không nhăn nhầu. Rồi, 1270 màu xanh. 1269 là màu vàng. Các chị chụp hình lại trước đi các chị. Các chị chụp màn hình lại trước hai màu này giúp em đi nha, kẹo mình bị nhầm mã đó. Rồi, chị nào lấy màu xanh hay là thích lấy màu vàng thì mình lấy. Đẹp quá ha. Đó, em tạo dáng sẵn cho các chị chụp hình luôn á. Đây là DA1269 nha. Màu vàng, M270 là màu xanh. Hai mẫu này sale đồng giá chỉ có 299k. Hàng chuẩn shop và đẹp cho cả nhà mình luôn. 40kg đến tầm khoảng là 65kg vừa. Đặc biệt các chị có để ý không?
Đuôi cá này nha. Em may cho mình cái vòng hông ở đây nè. Cái chị mặc ấy. Cái chị mặc ấy, nhìn mình có cái vòng ba. Nhìn mình có cái vòng ba thì cái vòng ba mình nó to. Còn SL là bên em chiết ngay đúng cái chỗ nhỏ nhất rồi. Nên nhìn cái eo của mình nhỏ chút S à. Nhỏ chút S à cả nhà ơi. Đó, đẹp chưa? Đầm này là không chê đâu được hết. 1269 màu vàng, 1270 màu xanh. Giá em chốt cho mình luôn chỉ có là 299 ngàn đồng. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu này, cái chị mình đặt hàng ngay bây giờ cho em nha. Màu sáng này chị, màu này còn chưa sáng là chị muốn chọn màu nào đây? Chị Trần Yến ơi, chị Trần Yến ơi, bây giờ cái màu này mà chưa đủ sáng nữa hả chị? Rồi bây giờ chị nào lấy đặt liền, em có hai màu này thôi đấy nha. Rồi bây giờ 1269 là màu vàng, 1270 là màu xanh, 40 kg đến 65 kg là vừa. Dây khóa kéo là đằng sau nha các chị. À, phía đằng sau nó khuyết cái phần cổ vuông cho mình nữa nè. Đây, em sẽ cho mình xem kỹ luôn nha. Em sẽ cho mình xem kỹ luôn phía đằng sau nè. Đây, các chị nhìn cho em nha. Phía đằng sau khuyết cổ vuông xinh chưa? Và dây khóa kéo đằng sau nè. Đó, khi mà mình bên em may hàng eo chính xác rồi là các chị mặc nha. Em là em còn là eo em 62 nên là mặc size M nhiều khi em mặc rộng. Chứ cái chị mặc vừa form hơn em nha. Rồi thôi rồi nha, ai nhìn cũng mê. Thiệt luôn á, ai nhìn cũng mê. Cái chị mặc lên là nhìn cái form nè, các chị thấy cái đường cong chưa? Ngay cái phần nhấn eo này, đồng thời nó đẩy cho mình là nhìn cái vòng mông mình nó to hơn. Kết hợp thêm cái chỗ này nè, cái chỗ này bên em may cho mình cái đường cong, đường vòng ở đây ra. Đó, đường vòng ở đây ra, nhìn cái vòng ba mình to hơn rất là nhiều. Đó, cả nhà thấy chưa? Nên là các chị yên tâm cho em luôn nha. Em là bây giờ ha, mẫu này nè, các chị cứ đo đi. Em là eo 62 nên tất nhiên sẽ mặc rộng, còn các chị mặc chắc chắn là vừa đẹp hơn em. Cứ đo cho em là eo size M là eo 72 đến tầm 73. 73 là tính co giãn thêm rồi nha, nha cả nhà. 72 đến 73 trở xuống vừa. Size L là eo 75 đến 76 trở xuống. Size XL là eo 78 đến 79 trở xuống. 2X là eo 84 đến 85 trở xuống mình mặc vừa nha cả nhà nha. Và nhớ giùm em sẽ có hai màu, mình không nhớ mã thì mình chụp màn hình lại giùm em. Đây, màu xanh là 1270 và màu vàng là 1269. Màu nào cũng xinh hết trơn đấy cả nhà ơi. Màu nào cũng xinh hết trơn. Đưa hai màu vậy chắc các chị phân vân lắm ha, không biết chọn màu nào. Giờ phân vân thì lấy luôn hai màu mặc các chị. Có 299k thôi nha cả nhà ha. À, mẫu đó thì không có màu khác đâu chị Trần Yến ơi. Rồi, có là em cũng lên luôn rồi đó. Rồi, à nãy có mà cái màu đó nó còn size, nãy em có đưa nhưng mà nó chỉ còn có hai cái size M thôi đó chị Trần Yến. Rồi, bây giờ nha các chị ơi, mẫu này chị nào lấy mình lên đơn. 1270 là màu xanh và 1269 là màu vàng nha cả nhà. Đẹp lắm luôn á. Không về nhà nhận được hàng không đẹp không lấy tiền luôn. Chọn form và chất mát êm mềm mịn cho mình nha. Phải bên em là tuyển rất là kỹ rồi. Đấy, chị cứ yên tâm cho em. 1269 màu vàng, 1270 là màu xanh. Giá em chốt cho mình ngày hôm nay chỉ có 299 thôi nha. Nhớ lên đơn hàng càng sớm càng tốt, kẻo nó hết là uổng lắm luôn các chị. Đầm này đẹp quá chừng đẹp luôn nè. Bây giờ em sẽ qua thêm một mẫu khác cho mình nha. Chị ơi, chị Trần Yến ở đây nè. Màu sáng hồi nãy có 1203 nhưng chị còn có hai cái M thôi chị nha. Màu 203 sale là giá 199k chị nha. Rồi tiếp tục nha, qua thêm cho mình một mẫu khác nữa đây. Em sẽ qua thêm cho mình một mẫu khác. Ai lấy mẫu nào thì các chị đặt hàng sớm giùm em. Là mã hàng với số điện thoại cho em nha. Rồi và bây giờ em tiếp tục nha, giới thiệu thêm cho nhà mình mẫu này. 1224 DA1224, mẫu này không còn nhiều hết trơn á các chị. Nó cháy hàng hết rồi, hai size giờ em còn có hai size XL với 2X thôi. Mã này là DA1224 nè. 124 nè, còn đúng hai size là XL và 2X nha. Rồi giá em chốt cho mình ngày hôm nay chỉ có 169.000 đồng. 169.000 đồng mẫu em đang mặc trên người nha. 1224 còn màu nữa, còn màu tím nữa các chị. 1224 cũng rất là xinh nha. Nói chung là tùy ý mình thôi, màu nào cũng xinh cả. Em thấy có nhiều khách là mua một màu xong rồi về thích quá mua thêm màu nữa không á. Nhiều khách là mua luôn hai màu mặc cơ, một màu không chịu. Đó, đây, màu tím. Tím là 1223, màu đen là 1224 nha các chị. Dây khóa kéo đằng sau có túi nha. 169k mà đầm có túi, hàng chuẩn, vải đẹp. Vải này là vải mango, rất là êm luôn.
dễ mặc ha, các chị trẻ tuổi các cô trung tuổi mặc được hết. Rồi. Rồi các chị ơi tranh thủ nha các chị. Lên đơn liền nha, em chốt cho mình luôn, chỉ có là 169 ngàn đồng. 169 ngàn đồng thôi, cả nhà ơi nhanh tay nha. 1223 là màu tím, 1224 là màu đen, đẹp quá không? Ren à, viền ren cho các chị xinh chưa? Viền ren à, dễ thương chưa? Hà eo luôn luôn vậy, đúng chuẩn eo luôn. Rồi, 1223 là tím nha, 1224 là đen nha, hai màu. Nhưng chỉ còn XL và 2X thôi nha cả nhà. XL với 2X thôi. Em sale luôn cho nhà mình nè. 169k. Giá này là các chị phải nhanh tay nha, kẹo hết. Bây giờ là còn cũng còn có hai size thôi đó các chị. XL và 2X. Bây giờ XL là eo 78 đến 79 trở xuống nha. 2X là eo 84 đến 85 trở xuống, thậm chí là có thể hơn nha. Eo 86 trở xuống vẫn được. Tại vì em hay trừ hao một chút xíu vậy thôi. Để cho nó chắc vậy thôi đó. Rồi các chị ơi tranh thủ nha, lên đơn liền, em chốt 169k. Màu tím là 1223, màu đen là 1224, màu nào cũng xinh. Phân vân thì chốt luôn hai màu luôn cả nhà ơi. Mỗi ngày mặc một màu. Dễ thương, dễ mặc, không kén dáng. Form nè, em cao mét 62, form này dài vừa qua gối như thế này. Chị nào cao, chị nào thấp mình mặc được hết. Có 169k thôi nha cả nhà. Và vải này êm nha. Vải này là êm, mềm và mát cho mình nè. Êm mềm mát và không nhanh nhầu đâu, có co giãn luôn cơ. Đó, có co giãn rất là dễ chịu. Hôm nay em sale là 169k. Chị nào mình lấy mẫu này mình chốt đơn liền giùm em nha. Giờ em sẽ chuyển qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo. Các chị đợi em một chút xíu nha. Rồi ai lấy mẫu nào các chị lên đơn liền giùm em. Đây, các chị ơi em lên cho mình cái 1206 này. Giá hôm nay giá cực rẻ luôn, các chị chốt lẹ luôn nha. 1206 đẹp cực kỳ luôn, siêu phẩm siêu phẩm. Bình thường mình mua sẽ là 299k đúng không? Bây giờ 1206 chốt luôn 179 ngàn đồng cho nhà mình luôn. Ồ, còn có size 2X thôi cả nhà ơi, nhanh nha. Hoặc còn có 2X thôi, sale luôn 179k mẫu này. Nhanh hết hàng vô cùng, mẫu này là khỏi nói rồi. Bây giờ em còn cho mình là 17 size 2X nha. 17 size 2X cuối cùng, màu quá đẹp luôn nè. Sale luôn là 299k. Bình thường là 299, bây giờ em chốt là 179k. Size 2X eo 84 đến 86 chữ xuống vừa nha. 2X eo 84 đến 86 chữ xuống vừa. Chị nào lấy đặt liền dùm em trừ hàng trừ size. 99k nữa hả chị? Bây giờ tại vì bây giờ hết thời gian rồi, cái like của em chuẩn bị xong rồi. Hay là hẹn ngày mai được không chị ha? Ngày mai em lên tiếp cho mình. Rồi các chị ơi mẫu này của em nhá, đây là DA1206. DA1206 mẫu này em chốt cho nhà mình luôn, chỉ có là 179k nha. 179k thôi. Chị Hồng Thanh ok em chốt 1224 cho chị nè. 1206 em đang mặc trên người đây nha. Cái này nó có co giãn và lụa Nhật là 100%. Yên tâm cho em là không có nhanh nhầu. Thứ hai, cái chị mặc rất là mát. Và vải nó có co giãn. Cái mặt vải cực kỳ êm nha. Từ mặt trong cho đến mặt ngoài rất êm. Nên là chị cần may đúng một lớp, không cần phải may hai lớp luôn. Đeo 1206 giá em chốt cho mình chỉ có là 179 ngàn đồng. Rồi chị nào mình lấy rạch liền dùm em 1206 giá ngày hôm nay là sale quá rẻ rồi các chị ơi. Vì nó còn ít em sale rẻ luôn nha, 169k cho nó sạch hàng. Chứ ai mà mua rồi mẫu này toàn là 299k không á, chị nào mua rồi mình biết mà. Bây giờ em chốt luôn nha, 179k. Chị nào mình thích mẫu này các chị lên đơn liền dùm em ngay bây giờ em chốt nha. 1206 và kèm cho em xin hỏi nè, 179 ngàn đồng. Rồi like này em sẽ lưu lại, chị nào và trẻ nhớ xem lại like dùm em. Hẹn gặp lại các chị vào ngày mai. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà mình ngủ ngon nha.